Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 4. Kim sắc quyền cương bao quanh Kình Phong oanh ra, đám người liền lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn còn tưởng lỗ tai mình đã nghe nhầm. Bá Vương quyền, đây không phải là chiến kỹ thành danh của Địch Hàn sao? Tiêu Phàm làm sao biết được? Địch Hàn cũng vô cùng kinh ngạc, Tiêu Phàm làm sao cũng biết Bá Vương quyền? Chẳng lẽ vừa mới học được? Nếu như quả thật là thế thì tên này cũng quá biến thái đi. Nghĩ thế lòng Địch Hàn càng lạnh, tên này quả nhiên hết sức khủng bố, nhất định bằng mọi giá phải giết hắn. Bá Vương quyền ta đã tu luyện 5 năm, ngươi làm sao có thể so? Địch Hàn chào phúng một tiếng, kim quang chiến hồn kim nguyên thạch hừng hực, Tiêu Phàm cảm thấy khí tức cuồng bạo kim nguyên thạch phát ra làm cho hắn có chút đau nhức. Phải thế không? Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại một câu, quyền thế không giảm mảy may. Kim sắc khí diễm toàn thân tăng vọt, thế như trẻ tre. Răng rắc nắm đấm hai người lần nữa va vào nhau, âm thanh xé gió cùng với tiếng xương gãy vang lên, sắc mặt Địch Hàn hoàn toàn thay đổi, con người hắn không ngừng run rẩy. Phốc, xương tay vỡ nát xuyên thẳng qua vai, máu tươi, xương vỡ bay tứ tung, thân thể Địch Hàn như con diều đứt dây bay ngược ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất tận 20 mét mới dừng lại. Làm sao có thể, đám người lên tiếng kinh hô. Ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, Địch Hàn phòng ngự vô địch làm sao lại bị Tiêu Phàm một quyền đánh bay. Hơn nữa còn bị chính Bá Vương quyền đánh bay, đây cũng quá khủng bố rồi, 5 năm Địch Hàn tu luyện Bá Vương quyền chẳng lẽ còn không bằng Tiêu Phàm vừa mới học. Đây là quyền thế, hắn đã lĩnh ngộ được thế. Hoàng Thiên Thần rung động, toàn thân nổi da gà. Quyền thế, đây không phải chỉ có người có thiên phú lĩnh ngộ thật cao mới có thể ngộ sao. Tiêu U kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, nàng phát hiện hiện tại mình càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm. Đột nhiên Tiêu U nhớ đến cái gì liền vội vàng hướng Hoàng Thiên Thần nói, phu quân, ta nghĩ tới một sự kiện. Cái gì? Hoàng Thiên Thần nhíu mày nói. Lúc ấy ta cùng với Tiêu Phàm đối chiến, hắn thi triển mấy chục loại chiến kỹ, mặc dù mỗi một loại cũng chỉ là chiến kỹ nhất phẩm, chiến kỹ nhị phẩm nhưng mỗi một loại chiến kỹ đều đã tu luyện tới cực hạn. Tiêu U hít sâu nói. Đem mấy chục loại chiến kỹ tu luyện tới đỉnh phong. Hoàng Thiên Thần nghe vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, kẻ này nhất định phải chết, bằng không hoàng gia ta không được an bình. Nhất định phải giết hắn, bằng không Tiêu Thành sẽ rơi vào trong tay hắn. Tiêu U trong mắt cũng lóe qua một vòng lãnh quang. Nơi xa, Địch Hàn lung la lung lay đứng dậy, máu me khắp người, cánh tay phải đã lũng lẳng lắc lư bên cạnh. Mái tóc màu đen rối bù, hắn không còn có bộ dáng phong khinh vân đạm lúc trước nữa mà là kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, hắn lau đi máu tươi nói Tiêu Phàm, người vậy mà lĩnh ngộ thế. Thế, hắn vậy mà lĩnh ngộ thế, chỉ có người có tạo nghệ lĩnh ngộ cao trên phương diện chiến kỹ mới có thể lĩnh ngộ được a. Bình thường chỉ có chiến tông và chiến vương mới có thể làm được. Khó trách có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ ra tinh túy của Bá Vương quyền, tên Tiêu Phàm này quá yêu nghiệt rồi. Chiến sư cảnh đã lĩnh ngộ ra thế cơ hồ là không có, cho dù chiến tôn cảnh cũng chỉ lác đác có mấy người, bình thường chỉ có chiến tông cảnh cường giả mới có thể ngộ đến. Đáng tiếc kẻ này lúc trước không có gia nhập chiến vương học viện A, bằng không chiến vương học viện ta lại nhiều thêm một tên yêu nghiệt rồi. Coi như lĩnh ngộ ra thế thì sao? Hắn chỉ được tứ phẩm chiến hồn, một đời đã chú định phải dừng bước tại chiến tôn cảnh. Ánh mắt đám người nhìn về Tiêu Phàm rốt cục cũng đã thay đổi. Nhưng vẫn có vài người vẫn khinh thường Tiêu Phàm như cũ, chiến hồn quyết định thiên phú một người, Tiêu Phàm không có khả có thành tựu quá cao. Những việc này Tiêu Phàm đều không có để ý, hắn đi từng bước đến chỗ Địch Hàn, khí diễm trùng thiên vẫn đang bộc phát, hắn giống như tuyệt thế chiến thần không ai bì nổi. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, trong mắt Địch Hàn lóe lên một tia khó coi, một quyền vừa nãy của Tiêu Phàm cơ hồ đã lấy đi nửa cái mạng của hắn, hắn quỳ một chân trên đất thở phì phò. Ngươi không phải nói ngay cả phòng như của ngươi ta cũng không phá được sao? Làm sao, hiện tại ngay cả sức đứng lên cũng không có. Tiêu Phàm cầm kiếm đi từng bước một hướng Địch Hàn, cười lạnh nói. Địch Hàn nghe nói như thế, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói, ta thừa nhận ta đã xem thường ngươi, bất quá, liên tục thi triển ngũ phẩm chiến kỹ cùng tứ phẩm chiến kỹ, hồn lực ngươi còn có thể chịu được sao? Ngươi giết không được ta nhưng ta chỉ cần thời gian nửa chén trà nhỏ liền có thể giết ngươi. Như thế sao? Trong giọng nói Tiêu Phàm mang theo vẻ khinh thường,
Địch Hàn cũng quá không tự lượng sức đi, lại đi dùng tư duy của phàm nhân đánh giá sự việc. Nhưng hắn cũng biết, chiến hồn kim nguyên thạch không chỉ có thể tăng cường lực phòng ngự mà còn có năng lực chữa trị rất nhỏ, cho hắn thời gian nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm có lẽ không làm gì được hắn. Đáng tiếc, Tiêu Phàm chắc chắn không cho hắn thời gian. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ bất quá là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích, vào thế giới thiên tài thì ngươi làm sao mà so. Địch Hàn còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, lập tức cười lạnh. Thiên tài thế giới, ta không hiểu, bất quá. Tiêu Phàm cười lên, kiếm trong tay đột nhiên vẽ một đường con tuyệt mỹ trong hư không. Phốc phốc, một vòng huyết kiếm bắn lên hư không, theo sau đó là một tiếng gào thảm thiết, chỉ thấy một cánh tay của Địch Hàn đã bay lên không trung, máu trên người điên cuồng phun ra. Ngươi làm sao có thể? Sắc mặt Địch Hàn hoàn toàn thay đổi, hắn rốt cuộc biết bản thân đánh giá quá thấp thực lực Tiêu Phàm. Hắn làm sao biết Tiêu Phàm đối với hồn lực đều khống chế vô cùng tỉ mỉ, hơn nữa, U Linh chiến hồn lúc nào cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí để bổ sung hồn lực. Trừ khi phải thi triển chiến kỹ liên tục bằng không hồn lực hắn sẽ chẳng bao giờ tiêu hao sạch sẽ. Ta giết không được ngươi. Trên mặt Tiêu Phàm xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn, vung tay lại chém ra một kiếm. Bang, hư không lại xuất hiện một đạo kiếm quang đánh đến kiếm của Tiêu Phàm, kiếm khí vù vù tản ra bốn phía. Tiêu Phàm, Địch Hàn đã thua, tại sao ngươi lại giết cùng diệt tuyệt? Hoàng Thiên Thần đi lên trước, nhàn nhạt mở miệng nói. Cút! Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, bằng không thì ngươi ta cũng giết. Ngươi, Hoàng Thiên Thần khó thở, hắn dù sao cũng là dòng chính của Hoàng gia, hiện tại lại bị Tiêu Phàm không thèm để mắt tới như thế thì làm sao mà không giận. Khi nãy Địch Hàn muốn giết ta thì ngươi có đứng ra không? Ngày đó ngươi muốn giết ta có từng nghĩ tới thủ hạ Lưu Tình? Đây là đạo lý gì, đừng nói với ta trên thế giới này thì kẻ yếu không có quyền lên tiếng. Tiêu Phàm quát lạnh từng bước tiến lên, Hoàng Thiên Thần theo bản năng lui lại mấy bước. Giờ phút này khí tức trên người Tiêu Phàm quá là đáng sợ, con người u ám băng lãnh giống như tử thần chi nhãn, kinh khủng dị thường. Hắn không chút nghi ngờ lời nói của Tiêu Phàm, hắn tôn tử còn dám giết, hơn nữa còn là giết trước mặt tôn đình, hiện tại chỉ có mình hắn, làm sao chắc chắn hắn không dám giết. Hoàng huynh, cứu! Địch Hàn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Hoàng Thiên Thần, hét lớn. Chết, theo một tiếng vang lên, một dải lụa xẹt qua thân thể Địch Hàn, phốc một tiếng, thân thể Địch Hàn phân thành hai rơi trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng rơi đầy đất, thủ đoạn đơn giản, huyết tinh và bạo lực. Thấy cảnh này, người ở đây toàn thân run một cái, bị dọa đến trắng bệch. Một kiếm chém chết Địch Hàn, sự quyết đoán tàn nhẫn của Tiêu Phàm một lần nữa trấn trụ tất cả mọi người ở đây, Địch Hàn là cường giả xếp thứ 13 trên viện bảng vậy mà bị người ta một kiếm chém chết. Người như vậy mới xứng làm huynh đệ Lăng Phong ta. Lăng Phong tràn đầy hân thưởng nhìn Tiêu Phàm. Tại thế giới người này ăn thịt người này, một người quá mức nhân từ thì người chết cuối cùng chính là bản thân họ. 100 vạn hạ phẩm hồn thạch này ta vui lòng nhận. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn đám người chiến vương học viện, sát khí trên người thu liễm biến mất không còn một mảnh, hiện tại hoàn toàn trở thành một người khác. Hắn hơi động niệm. 100 vạn hạ phẩm hồn thạch đều bị hắn thu vào bên trong hồn giới. Hồn giới, ánh mắt đám người ngưng lại, hiểu ra được gì? Tôn Đình trốn ở phía xa, sắc mặt âm trầm đáng sợ, giết nhi tử ta, lại còn đoạt đi hồn giới tôn gia ta. Cũng chỉ có Tôn Đình biết Tiêu Phàm tu luyện bá đạo thiên quyền cũng không phải trong nháy mắt liền học được, mà là lấy được nguyên bản chiến kỹ từ trong hồn giới. Nửa tháng trước, Tôn Tử muốn hắn cho mượn bá đạo thiên quyền. Hắn liền đưa cho Tôn Tử, bây giờ lại rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, lấy thực lực ngươi cũng đủ để Hoàng gia ta coi trọng, nếu ngươi đột phá chiến tôn liền có thể gia nhập Hoàng gia ta, cho ngươi một cái chức vị khách khanh trưởng lão, như thế nào? Hoàng Thiên Thần đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí lại khôi phục cao ngạo tự tin. Hoàng gia là một trong tứ đại gia tộc Yến Thành, tài nguyên tu luyện so với Thần Phong học viện suy bại thì phong phú hơn nhiều. Hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không cự tuyệt. Biến, nhưng làm cho mọi người ngoài ý muốn là Tiêu Phàm chẳng những không có đáp ứng Hoàng Thiên Thần, ngược lại chém một kiếm về phía Hoàng Thiên Thần không một chút lưu tình. Con người Hoàng Thiên Thần co rụt lại, thân hình nhanh chóng thối lui tránh một kiếm của Tiêu Phàm, sắc mặt hắn trở nên âm trầm đáng sợ. Tiêu Phàm, người muốn đối địch với Hoàng gia sao?
Từ nay về sau, Yến Thành không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Hoàng Thiên Thần lạnh giọng nói, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm thậm chí chẳng hề do dự lấy một cái. Không phải đã là địch sao? Hiện tại ta đã cùng Tôn gia là địch, nhiều thêm Hoàng gia ngươi cũng không thành vấn đề. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hoàn toàn không để Hoàng Thiên Thần vào mắt. Đúng như Tiêu Phàm nói, hắn giết Tôn Tử dòng chính Tôn gia, sớm đã không đội trời chung, nhưng không phải hắn hiện tại vẫn sống khỏe phây phây đấy sao? Thêm Hoàng gia ngươi lại như thế nào? Các ngươi cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Huống chi, Hoàng Thiên Thần ngươi bây giờ còn không phải gia chủ Hoàng gia chưa chắc sẽ nghe theo ngươi nói. Hoàng Thiên Thần bị nói đến á khẩu, sắc mặt đỏ bừng. Tiêu Phàm tiếp tục nói, trong mắt ngươi, người khác chỉ là sâu kiến, nhưng lại có một ngày ngươi phát hiện ra mình ngay cả sâu kiến còn không bằng, liền muốn lôi kéo đối phương, ngươi quá tự cao rồi, thật không biết ngươi có gì đáng để kiêu ngạo, nếu bỏ đi cái danh xưng Hoàng Di kia thì hiện tại ngươi đã trở thành một cái xác. Hoàng Thiên Thần giống như bị người ta tát một bạt tay, nóng rát vô cùng, thế nhưng lại không có cách nào có thể phản bác lại được. Giờ phút này, Chiến Vương học viện không ít người cũng trở nên vô cùng âm trầm nhìn Tiêu Phàm, nhưng một câu cũng không dám nói. Tiêu Phàm cuồng, không chỉ đem Hoàng Thiên Thần kiêu ngạo dẫm nát ở dưới chân mà cũng đem đám người Chiến Vương học viện cao ngạo dẫm cùng một chỗ. Nếu như Tiêu Phàm không có thực lực mà ngông cuồng như thế thì hắn chỉ là một kẻ trơ trẽn, nhưng chiến lực của hắn đã chứng tỏ cho mọi người thấy hắn có tư cách nói những lời cao ngạo này. Ai có thể ngờ, một tên còn không có tư cách tiến vào học viện tỷ thí lại cường đại đến thế, liên tục đánh bại cao thủ viện bảng Chiến Vương học viện. Ai có thể ngờ, một tên không có bối cảnh gì lại dám giết chết đệ tử dòng chính của tứ đại gia tộc, dám diệt sát cao thủ Chiến Vương học viện. Tiêu Phàm là rất ngông cuồng, nhưng hắn có vốn liếng để cuồng, đây mới là tinh thần mà tu sĩ chúng ta nên có, đây mới là chiến hồn chân chính. Trong đám người, có người âm thầm mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập kính sợ. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận, Hoàng Thiên Thần lạnh giọng nói, hắn phất tay áo xoay người chuẩn bị rời đi. Có bản lĩnh thì đừng có giật dây phía sau người khác, tự mình đến chiến một trận, nếu như còn dám tiếp tục giở thủ đoạn thì ngươi chỉ có một chữ, chết. Tiêu Phàm nhìn bóng lưng Hoàng Thiên Thần nói. Hoàng Thiên Thần tức giận đến toàn thân phát run, hắn rất muốn một chưởng giết chết Tiêu Phàm nhưng hắn lại không đánh lại. Trừ phi tu vi tiến thêm một bước, nắm giữ chiến kỹ càng cường đại hơn. Hắn thủy chung không có quay người, vẫn tiếp tục đi ra ngoài. Ta cho ngươi rời đi sao? Tiêu Phàm đột nhiên lách mình ngăn cản đường đi của Hoàng Thiên Thần. Ngươi muốn thế nào? Hoàng Thiên Thần sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn làm sao biết Tiêu Phàm vậy mà lại cản đường hắn, chẳng lẽ tên kia thật sự không sợ đối địch cùng Hoàng gia sao? Chiến sư cảnh Tiêu Phàm, khiêu chiến. Tiêu Phàm đột nhiên duỗi ra một cái tay làm thủ thế mời, đây là lễ nghi giao đấu của tu sĩ trên chiến hồn đại lục, đối phương vẫn có thể cự tuyệt. Nhưng Hoàng Thiên Thần cũng không dám cự tuyệt, bởi vì nếu như ngay cả một tên chiến sư cảnh xin chiến cũng không dám nhận thì sau này nhất định sẽ trở thành trò cười trong mắt mọi người. Nhưng nếu không cự tuyệt thì làm thế nào bây giờ? Lấy thực lực của hắn thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Không dám đúng không? Vậy liền lưu lại hồn thạch, cút. Ngữ khí Tiêu Phàm thập phần băng lãnh, mảy may không đem Hoàng gia để vào mắt, lại càng không cần phải nói đến Hoàng Thiên Thần. Hoàng Thiên Thần sắc mặt tái nhợt, tiến thoái lưỡng nan, sau một lúc liền lấy ra 20 vạn hạ phẩm hồn thạch đặt trên mặt đất. Tiếp tục, Tiêu Phàm ngữ khí rất bình tĩnh, hắn không tin đường đường là trưởng tử Hoàng gia lại chỉ có 20 vạn, không, tăng thêm 10 vạn trước đó là 30 vạn hạ phẩm hồn thạch. Quả nhiên đúng như Tiêu Phàm dự liệu, Hoàng Thiên Thần lại lấy ra 30 vạn hạ phẩm hồn thạch, Tiêu Phàm thu hồi 50 vạn hạ phẩm hồn thạch lúc này mới hài lòng gật gật đầu, Hoàng gia thiếu chủ quả nhiên là tài đại khí thô. Các ngươi hiện tại muốn ta khiêu chiến từng người sao? Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía học viên Chiến Vương học viện, ngữ khí phách lối, cuồng ngạo. Người đây là khiêu khích tất cả mọi người Chiến Vương học viện sao? Có người không phục mở miệng. Ngươi nói thế thì chính là như thế. Tiêu Phàm không mặn không nhạt đáp trả một câu. Cuồng, đây đâu phải chỉ là cuồng mà chính là không hề để Chiến Vương học viện vào trong mắt a. Học viên Chiến Vương học viện tức giận mà không dám nói gì, tất cả đều lạnh lõ và vẫn nộ nhìn Tiêu Phàm, cuối cùng vẫn có người để lại hồn thạch tạp rời đi. Đúng rồi,
Các vị chiến vương học viện về sau còn muốn khiêu chiến Tiêu Mỗ thì cứ mang hồn thạch đến là được. Tiêu Phàm nhìn bóng lưng học viên chiến vương học viện chuẩn bị rời đi, châm chọc nói. Học viên chiến vương học viện nghe vậy, liền tức giận đến run người, tên gia hỏa Tiêu Phàm rất đáng hận, đã chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Tiêu Phàm, người sẽ chết rất thảm. Tiêu U lưu lại một câu ngoan thoại, quay người rời đi. Tiêu Phàm làm ngơ, trong mắt hắn Tiêu U đã là người chết, chỉ là hiện tại vẫn chưa đến lúc giết nàng. Làm sao đã tản đi hết rồi? Ta có bỏ lỡ cái gì không? Đột nhiên bàn tử từ cửa đi ra, khí tức cuồng bá trên người tản ra. Không đi chẳng lẽ bọn hắn còn ở lại chỗ này chờ chết sao? Lăng Phong tức giận nói. Vào trong rồi nói. Tiêu Phàm thở sâu, sắc mặt trở nên có chút trắng bệch, không đợi mấy người phản ứng liền biến mất ở cửa vào. Chiến vương học viện đến thần phong học viện khiêu khích, ai cũng không ngờ được kết quả lại như thế, cường giả trên viện bảng chết 2-1, Lạc Phi bị Lăng Phong giết chết, Địch Hàn bị Tiêu Phàm giết chết, Vương Bá bị Lăng Phong gây thương tích, đoán chừng không có 1-2 tháng là không thể nào phục hồi như cũ. Cùng lúc đó sự tình trước cửa thần phong học viện đã được lưu truyền ra khắp nơi, thanh danh Tiêu Phàm truyền khắp Yến Thành. Lấy chiến sư cảnh chém giết cường giả chiến tôn trung kỳ đã đủ để tu sĩ thế hệ trước coi trọng. Nhưng những việc này lại không quan hệ đến Tiêu Phàm, sau khi hắn bước vào liền phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Đồ lưu manh, ngươi làm sao vậy? Tiểu ma nữ nhìn thấy bộ dáng Tiêu Phàm liền lập tức lo lắng kêu lên, hồn lực trên người nàng vẫn chưa ổn định, hiển nhiên cũng vừa mới đột phá chiến tôn cảnh. Giống, Tiểu Kim cũng chạy tới gầm nhẹ về phía Tiêu Phàm. Ta không sao. Tiêu Phàm trực tiếp xếp bằng ở tại chỗ, trước đó bị Địch Hàn đánh trọng thương, trong cơ thể của hắn đã bị gãy hết mấy cái xương, lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động không thôi. Chỉ là hắn không nghĩ chiến vương học viện vậy mà chơi xa luân chiến, cho nên trước đó hắn phải biểu hiện thật cường thế. Ta Tiêu Phàm tuy không có chỗ dựa nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ được hắn, muốn tè lên đầu ta thì phải có tinh thần chuẩn bị làm thái giám. Lão Tam đây là. Bàn tử đi tới, nhìn thấy máu nơi khóe miệng Tiêu Phàm liền lộ ra vẻ lo lắng. Hắn vừa giết Địch Hàn của chiến vương học viện, bản thân cũng bị thương không nhẹ. Lăng Phong nhíu mày nói, Tiêu Phàm biểu hiện cường thế lúc nãy cũng làm hắn chấn kinh không thôi. Đám hỗn chứng chiến vương học viện kia, đừng để lão tử đụng phải bọn hắn, bằng không tiểu ra gặp một tên giết một tên. Mắt bàn tử lộ ra hung quang, nghiêm nghị nói. Tiểu Kim gầm nhẹ giống như tán thành ý kiến của bàn tử. Trước chờ lão Tam tỉnh lại rồi nói. Lăng Phong lắc đầu trầm giọng nói, tiểu ma nữ và bàn tử sa sút tinh thần cũng không biết nói thêm cái gì. Tinh thần Tiêu Phàm lúc này đã chìm vào trong đan điền, U Linh chiến hồn phóng xuất ra hồn lực xông vào bên trong kinh mạch Tiêu Phàm, vô tận chiến hồn thiêu đốt hóa thành hỏa diễm chạy vào trong kinh mạch. Cùng lúc đó bạch thạch tỏa ra quang mang yếu ớt. Năng lượng kỳ diệu bên trong bắt đầu trị thương cho Tiêu Phàm. Lúc này đã là ban đêm, mấy người Lăng Phong vẫn như cũ thủ hộ bốn phía Tiêu Phàm, bàn tử và Tiểu Kim buồn ngủ nằm bên cạnh, mắt híp lại. Tiểu ma nữ tiếp tục diễn luyện chiến kỹ, qua mấy canh giờ thì khí TC71 trên người nàng đã dần ổn định lại. Về phần Lăng Phong lại ngồi ngẩn người ở kia, không biết hắn đang suy nghĩ gì, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trên người Tiêu Phàm. Hồng hộc, một tiếng xé gió vang lên, Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy đánh ra từng quyền, quyền thế dậy sóng giống như sóng lớn vỗ bờ, sóng sau cao hơn sóng trước. Đây là thế, bàn tử đột nhiên nhảy bật dậy, tinh thần hăng hái nhìn Tiêu Phàm, hắn hưng phấn giống như vừa chơi thuốc xong. Thế là một thứ vô cùng kỳ diệu đại biểu cho một quy luật nào đó, chỉ có người có ngộ tính đỉnh cao trên phương diện chiến kỹ mới có thể ngộ. Chỉ có chiến tông cường giả mới có thể chạm đến cánh cửa kia, kiếm có kiếm thế, quyền có quyền thế, đao có đao thế. Người lĩnh ngộ được thế khi thi triển chiến kỹ thì uy lực sẽ tăng thêm gấp mấy lần, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm thi triển bá đạo thiên quyền lại có thể một kích đánh trọng thương Địch Hàn. Đồ lưu manh lĩnh ngộ biến thái như vậy, tiểu ma nữ chấn động vô cùng, nàng lúc trước đã thấy thiên phú biến thái của Tiêu Phàm, có thể đem mấy chục loại chiến kỹ tu luyện tới cực hạn. Việc này cũng quá kinh người rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng hiện tại đã lĩnh ngộ quyền thế, đây quả thực quá biến thái đi. Tiêu Phàm diễn luyện bá đạo thiên quyền,
khí thế cả người không ngừng tăng lên giống như muốn phá vỡ bình cảnh xiềng xích. Hắn học được không ít nhất phẩm, nhị phẩm chiến kỹ nhưng ở đối mặt với tu sĩ cấp cao thì cũng không có quá nhiều ưu thế. Tam phẩm chiến kỹ và tứ phẩm chiến kỹ lại là thứ hắn đang thiếu, hiện tại trên người hắn cũng chỉ có được ngũ phẩm chiến kỹ, bá đạo thiên quyền đoạt được từ trên tay tôn tử. Năng lực khôi phục thật biến thái. Trong mắt Lăng Phong lóe lên một sợi tinh quang, hiện tại chỉ qua vài canh giờ mà toàn bộ thương thế của Tiêu Phàm dường như đã khỏi hết. Ầm ầm, nắm đấm Tiêu Phàm hừng hực kim sắc khí diễm, nắm đấm hổ hổ sinh phong, mỗi một quyền đều tràn ngập lực lượng, trong hư không liên tiếp phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Tiêu Phàm như đang đắm chìm vào bên trong một loại trạng thái kỳ diệu nào đó, hoàn toàn không chú ý đến xung quanh, một cỗ khí lãng to lớn cuồn cuộn xuất hiện trong sân, mấy người Lăng Phong phải lui ra phía sau. Đây là quyền gì, nếu phối hợp với chiến hồn của ta thì nhất định sẽ có uy lực tuyệt luân. Ánh mắt Bàn Tử sáng quắc nhìn chằm chằm nắm đấm Tiêu Phàm, hắn cũng bắt đầu diễn luyện ở một bên. Hình như là bá đạo thiên quyền lúc trước tôn tử đã thi triển. Tiểu ma nữ cả kinh kêu lên, lúc này mới bao lâu mà Tiêu Phàm đã đem ngũ phẩm chiến kỹ luyện đến cấp độ đăng phong tạo cực. Nhất định phải nói lão tam dạy ta quyền pháp này. Bàn Tử diễn luyện một hồi rồi quyết định nhất định phải học cho được quyền pháp này, công kích cường hãn bá đạo phối hợp với kim cương đại lực thần nghiêu nhất định sẽ vô cùng mạnh. Trong lòng Tiêu Phàm càng ngày càng thư sướng, quyền thế càng ngày càng cường thịnh, mấy người tiểu ma nữ trong sân nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, bọn hắn từ trên người Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Tiểu Kim ở một bên hưng phấn gào thét thật lớn, nó cũng chấn kinh nhìn Tiêu Phàm. Hô hô chỉ một thoáng, trong sân cuồng phong gào thét, thiên địa linh khí cuồng bạo tụ về hướng thể nội Tiêu Phàm, thân thể khỏe mạnh như một cái vòng xoáy không đáy, điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh khí. U linh chiến hồn lơ lửng sau lưng hắn cũng không ngừng luyện hóa thiên địa linh khí, tốc độ cực kỳ khủng bố, giống như tất cả thiên địa linh khí trên đời đều thuộc về hắn. Biến thái, hai người Lăng Phong và Bàn Tử bị cái tốc độ thôn phệ kinh khủng này làm cho chấn kinh đến, nổi giận mắng chí chóe, ngược lại hai người Tiểu Kim và Tiểu Ma Nữ đã quá quen với việc này rồi. Đột phá, từ cửa ra vào truyền đến một tiếng kinh ngạc, Phúc Bá và Quách Sĩ Thần đang đi tới. Quách lão quỷ, người trở về rồi sao? Tiểu ma nữ nói không khách khí chút nào, Lăng Phong và Bàn Tử cũng đề phòng nhìn Quách Sĩ Thần, lão gia hỏa này trở về nhất định sẽ không có việc tốt. Khụ khụ, ta về nhìn các ngươi tu luyện thế nào rồi? Quách Sĩ Thần ho khan mấy tiếng, ra vẻ quan tâm nói, mấy người tiểu ma nữ một mặt coi thường, ngươi còn quan tâm chúng ta tu luyện, không đến lửa chúng ta đã là tốt lắm rồi. Đây là... Khi ánh mắt Quách Sĩ Thần rơi vào trên U Linh Chiến Hồn lại vô cùng kinh ngạc, hắn và Phúc Bá nhìn nhau, trong mắt hai người lóe lên vẻ bất ngờ. Đám tiểu ma nữ tưởng rằng Quách Sĩ Thần kinh ngạc vì Tiêu Phàm lĩnh ngộ được quyền thế cho nên cũng không để ở trong lòng. Bọn hắn không biết Quách Sĩ Thần và Phúc Bá kinh ngạc bởi vì kim sắc khí diễm trên người của Tiêu Phàm. Oanh, một trận tiếng oanh minh vang lên, khí lãng cuồng bạo bay ra tứ phương. Khí thế Tiêu Phàm rốt cục đột phá tiến vào chí tôn cảnh. Chiến tôn cảnh, hồn lực có thể thực chất hóa, không phải chiến sư cảnh có thể so sánh, bước vào chiến tôn cảnh tương đương bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Rốt cục đột phá. Tiêu Phàm điều hòa hơi thở, vội vàng xếp bằng kiểm tra biến hóa của bản thân, có hai người Quách Sĩ Thần và Phúc Bá ở chỗ này hộ pháp thì hắn chẳng cần phải lo lắng gì nữa. Tiêu Phàm hơi động niệm. U Linh Chiến Hồn liền trở lại bên trong đan điền, khí tức so với trước đó lại cường đại hơn mấy lần. Trước đó U Linh Chiến Hồn thôn vệ lục phẩm chiến hồn, xích diễm thiên hùng của tôn tử, vốn còn một tia thuộc tính hỏa nhưng hiện tại lại biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Phàm cẩn thận quan sát biến hóa của U Linh Chiến Hồn, hắn phát hiện một sự tình quỷ dị. Trong đầu Tiêu Phàm không ngừng suy nghĩ, trong lòng chấn động vô cùng, chẳng lẽ chiến hồn lục phẩm, xích diễm thiên hùng thực sự bị U Linh Chiến Hồn thôn phệ luyện hóa? Nếu như thực sự là như thế thì U Linh Chiến Hồn cũng quá nghịch thiên a. Có thể thôn phệ chiến hồn khác để trưởng thành thì đây là một chiến hồn cực kỳ đáng sợ a. Hắn cũng đã bắt đầu hiểu tại sao hai đại viện trưởng trước đó lại nhận định U Linh Chiến Hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn, trong đó xem ra còn rất nhiều nguyên nhân. Có lẽ hồn lực ba động lúc ấy của U Linh Chiến Hồn xác thực chỉ là tứ phẩm chiến hồn mà thôi, sau khi thôn phệ chiến hồn, xích diễm thiên hùng thì mới phát sinh một chút biến hóa vi diệu.
Mặc kệ, nếu như U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn nhưng có thể thôn phệ chiến hồn khác để đột phá thì chỉ có thêm một chút phiền phức mà thôi, hơn nữa suy đoán của ta hiện tại cũng chưa chắc là đúng. Tiêu Phàm thầm nghĩ. Sau đó hắn lại kiểm tra hồn lực, làm cho hắn mừng rỡ là chất lượng và số lượng của hồn lực cường đại hơn lúc trước gấp 10 lần, nếu như hiện tại lại đối chiến với địch hàn thì hắn nắm chắc một quyền miểu sát. Quách lão quỷ, người tới làm gì? Sau một lúc Tiêu Phàm lại đứng lên cảnh giác nhìn Quách sĩ thần. Nghe nói ngươi lại thắng 100 vạn hạ phẩm hồn thạch. Quách sĩ thần cười cười, nói, bất quá, ta không phải vì chuyện này mà đến, ta cố ý đến xem các ngươi tu luyện thế nào rồi, đã quen thuộc với thần phong học viện chưa? Nếu như không biết bộ mặt thật của Quách sĩ thần thì nhất định sẽ bị hắn lừa gạt, tên này quả thật rất đáng ăn đòn. Tiêu Phàm nắm nắm đấm kẹp chặt hồn giới trong tay. Hắn sợ Quách sĩ thần lại đoạt đi. Hiện tại xem ra ta lo lắng có chút dư thừa, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy mà đã đột phá chiến tôn cảnh. Mấy người Tiêu Phàm không nói, Quách sĩ thần cũng không hề xấu hổ. Quách sĩ thần tiện tay vung lên, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện nhiều tứ phẩm dược dịch, cười nói, đây là tứ phẩm luyện thể dịch, các ngươi hiện tại cũng là chiến tôn cảnh, vừa lúc có thể dùng. Ngươi có hảo tâm như vậy. Tiểu ma nữ ngoài ý muốn nhìn Quách sĩ thần, ba người Tiêu Phàm cũng lộ ra thần sắc giống vậy, thậm chí ngay cả tiểu kim cũng lộ ra vẻ xem thường. Các ngươi đều là học viên của ta đối tốt với các ngươi không phải là rất bình thường sao? Quách sĩ thần cười cười, dùng tay che miệng ho khục một tiếng nói, bất quá, tứ phẩm luyện thể dịch này lại làm ta hao tốn 40 vạn hạ phẩm hồn thạch, tăng thêm chi phí vận chuyển thì coi như là 50 vạn hạ phẩm hồn thạch a. Ngươi đi ăn cướp luôn đi. Bàn tử quát to, một bình tứ phẩm luyện thể dịch liền 50 vạn hạ phẩm hồn thạch, ngươi thu 10 vạn. Quách lão quỷ, lòng dạ ngươi cũng quá hiểm độc a. Không biết kính dạ yêu trẻ, nên đá. Quách sĩ thần phong khinh vân đạm nói một câu, một cước áp vào trên mông của bàn tử bay ra mấy chục mét làm bụi bay mịt trời. Quách lão quỷ, ta không để yên cho ngươi. Thanh âm phẫn nộ của bàn tử truyền đến. Nhưng khi thấy Quách sĩ thần mỉm cười liền ngậm chặt miệng lại. Tốt a, coi như 50 vạn hạ phẩm hồn thạch, các ngươi dù sao cũng là học trò ta giảm giá cho các ngươi. Quách sĩ thần thấy sự tình tốt sắp bị bể kèo liền nói. 10 vạn hạ phẩm hồn thạch thì chúng ta mua, thêm một đồng cũng không được. Lăng Phong mở miệng, ngữ khí chắc chắn. Thêm chút đi, thêm chút. Quách sĩ thần sắc mặt tối đen, vội vàng cười làm lành nói. Tứ phẩm luyện thể dịch này mỗi một bình đều tốn của hắn 20 vạn hạ phẩm hồn thạch, nếu bán 10 vạn cho đám Tiêu Phàm thì hắn tuyệt đối sẽ lỗ thâm xương, sự tình này hắn nhất định không làm. Nhị phẩm ngưng lộ thảo, nhị phẩm ô thiệt lan, nhị phẩm chi tuyết thảo, tam phẩm tam vĩ phong diệp. Đột nhiên, một đạo thanh âm bình thản vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm mở ra một cái bình ngọc, tay phải nhẹ nhàng ba động không khí trên miệng bình, một bên ngửi mùi vừa lên tiếng. Được vô tận chiến hồn, tương đương với được truyền thừa của mạch này, trong đó không thiếu thuật chế thuốc cùng rèn đúc, cái loại ngửi mùi đoán dược liệu này chỉ là tiểu đạo mà thôi. Chỉ là hắn hiện tại chỉ có thể ngửi ra linh thảo gì, còn chưa thể phân rõ mỗi loại linh thảo là bao nhiêu phân lượng. Lăng Phong, tiểu ma nữ và bàn tử sớm đã trợn mắt hốc mồm, Quách sĩ thần và Phúc bá cũng trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, mỗi loại linh thảo danh tự từ hắn trong miệng thốt ra. Hết thảy 13 loại linh thảo, chỉ có tứ phẩm tẩy cốt hoa có chút giá trị, tứ phẩm luyện dược sư bình thường luyện chế, mua sắm những tài liệu này cần tốn khoảng 10 vạn hạ phẩm hồn thạch, cộng thêm tiền công tứ phẩm luyện dược sư tính 5 vạn hạ phẩm hồn thạch, hết thảy 15 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. 15 vạn hạ phẩm hồn thạch, tốt, vậy liền 15 vạn hạ phẩm hồn thạch. Quách sĩ thần nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng trong lòng thì chấn động vô cùng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tiêu Phàm tại phương diện chế thuốc cũng có tạo nghệ cao như thế. Nhưng mà Tiêu Phàm lại lắc đầu, nói, đáng tiếc, dược dịch này rõ ràng không phải nguyên dịch mà đã pha loãng ra gấp trăm lập, giá trị cũng chỉ 1.500 hạ phẩm hồn thạch, hình như viện trưởng đại nhân ngài đã bị người ta lừa rồi. Nghe nói như thế, sắc mặt Quách sĩ thần lập tức cứng đờ, nếu quả thật như lời Tiêu Phàm nói thì hắn quả thật đã bị người ta chơi một vố lớn. Hắn vội vàng giả vờ giả vịt phẫn nộ nói, đám gia hỏa luyện dược sư công hội kia quả thật không tốt lành gì. Viện trưởng, đây là 1 vạn hạ phẩm hồn thạch,
bốn bình này chúng ta mua. Tiêu Phàm cười cười, từ bên trong hồn giới lấy ra một vạn hạ phẩm hồn thạch, sau đó cầm bốn bình dược dịch trở về. Mấy người Lăng Phong một mặt cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn rất muốn làm cho Quách Sĩ Thần chịu thiệt thòi. Tiểu tử ngươi, Quách Sĩ Thần nhất thời không biết làm sao phản bác, đành phải khoát tay một cái nói thôi, chẳng phải chỉ mấy vạn hạ phẩm hồn thạch sao. Mặc dù nói như vậy nhưng đám người Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác được Quách Sĩ Thần trong lòng đang rỉ máu nha. Buổi tối hôm nay tiếp tục chạy 200 vòng. Phúc Bá đột nhiên mở miệng, một chỉ đánh ra trong nháy mắt phong ấn hồn lực mấy người. 200 vòng quá ít, dứt khoát 400 vòng đi, dù gì thì các ngươi cũng là chiến tôn cảnh. Quách Sĩ Thần cười khan nói. Đám người Tiêu Phàm tức giận mắng một lượt, đây rõ ràng là lấy công báo tư thù, bọn họ cũng chẳng thể nào phản kháng, chỉ có thể kiên trì rời khỏi viện tử. Sĩ Thần, chiến hồn của Tiêu Phàm. Khi bọn Tiêu Phàm rời đi, mắt Phúc Bá đột nhiên lộ ra tinh quang nói. Hẳn không sai, đáng tiếc lão viện trưởng cũng không biết đã đi đâu, nếu không nhất định sẽ thu hắn làm đồ đệ. Quách Sĩ Thần tựa như đột nhiên biến thành một người khác. Đúng là thiên đạo kỳ diệu, một tên tiểu tử bị gia tộc trục xuất lại có được chiến hồn trong truyền thuyết. Phúc Bá đắng chát cười một tiếng, nói có muốn nhắc nhở hắn một chút hay không? Để hắn trước mặt người khác không tùy tiện thể hiện chiến hồn không cần, biết rõ cũng không phải là chuyện tốt, dù sao chỉ có lúc đột phá mới phát hiện điểm dị thường của chiến hồn này, lúc bình thường nhiều nhất chỉ giống như một cái chiến hồn tứ phẩm bình thường mà thôi. Quách Sĩ Thần lắc đầu. Thiên phú luyện dược và võ đạo của tên này cũng rất kinh khủng a, chiến sư cảnh liền lĩnh ngộ quyền thế, hơn nữa còn khả năng tiến giai tứ phẩm luyện dược sư. Ngày đó nếu như không phải ngươi để hắn gia nhập Thần Phong Học Viện thì Thần Phong Học Viện ta đã đánh mất một tên siêu cấp thiên tài rồi. Phúc Bá lại thở dài. Đúng vậy a, có lẽ đây là sự tình ta làm tuyệt vời nhất từ khi ta thay lão viện trưởng đến nay. Quách Sĩ Thần hít một ngụm lương khí, trên mặt hiện ra một nụ cười. Đêm đó, Chiến Vương Học Viện lại là cực kỳ không bình tĩnh. Mấy đại cao thủ trên viện bảng mang theo mấy trăm học viên trùng trùng điệp điệp đi đến Thần Phong Học Viện diễu võ dương oai. Cuối cùng lại bị hai người Tiêu Phàm và Lăng Phong thông nát S trở về, còn chết hai đại cao thủ, sự tình này đã sớm truyền khắp cả tòa Chiến Vương Học Viện. Tên phế vật địch Hàn kia ngay cả một tên tiểu tử chiến sư cảnh đều không thể giết, cuối cùng còn bị đối phương giết chết, thực sự là làm mất mặt Chiến Vương Học Viện chúng ta. Thần Phong Học Viện quá phách lối. Một tòa học viện rách nát mà dám giết người Chiến Vương Học Viện ta, cái công đạo này nhất định phải đòi lại. Còn có hơn 2 tháng là đến cuộc đi săn mùa thu, cao thủ viện bảng bên ngoài lịch luyện rất nhanh đều sẽ trở về, đến lúc đó nhìn xem bọn hắn làm sao trốn thoát được. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Lý Tử An, Lạc Trần, Lý Tuyết Hy bọn hắn cũng đủ để diệt 4 người Thần Phong Học Viện rồi. Trên quảng trường Chiến Vương Học Viện tụ tập rất nhiều học viên. Bọn hắn đều đang thương lượng làm thế nào để rửa mối nhục hôm nay, nhưng cao thủ chân chính hiện tại đều đang ở bên ngoài. Dựa vào thực lực Tiêu Phàm và Lăng Phong, bọn hắn ngay cả cơ hội động thủ cũng không có. Chiến Vương Học Viện, trong một khoảng sân sâu đang ngồi 3 người, một tên nam tử trung niên và 3 tên lão giả, khí tức mỗi người đều thâm bất khả trắc, trong đó có một người mà nếu Tiêu Phàm ở đây thì nhất định sẽ nhận ra, hắn chính là viện trưởng Chiến Vương Học Viện, Khúc Huyền. Lâm Lão, Ô Lão, Bách Lý Tiền Bối, đây là Thần Phong Học Viện phóng túng học viên giết người, món nợ này ta nhất định phải đòi lại. Khúc Huyền cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng nhìn hai vị lão giả nói. Thần Phong Học Viện đúng là làm quá mức a. Một tên lão giả áo xám mở miệng, ánh mắt hắn sắc bén giống như mắt ưng, cho dù đã lục tuần nhưng tinh thần vẫn hừng hực. Người Chiến Vương Học Viện ta không thể chết vô ích, bất quá chúng ta không thể xuất thủ. Người đại biểu cho Chiến Vương Học Viện, người cũng không thể động thủ, để bọn vô bệnh sớm trở về đi. Một ông lão mặc áo đen dáng người hắn khôi ngô trung khí 10 phần ngưng tiếng nói, một cỗ sát khí từ trong mắt lóe lên. Khúc Huyền gật đầu, đưa ánh mắt đến trên người thanh y lão giả, thanh y lão giả hơi hơi cau mày một cái, nói, lão Ô nói không sai, người Chiến Vương Học Viện ta không thể chết vô ích, bất quá sự tình thế hệ trẻ liền để cho bọn hắn tự mình giải quyết. Chỉ là còn có một vấn đề, Lục Vũ mặc dù biến mất đã nhiều năm, lão bất tử của Thần Phong Học Viện cũng lục tục rời đi nhưng Quách Sĩ Thần và tên Phúc Bá kia lại không thể xem thường.
Lão giả áo xám Lâm lão mở miệng nói. Giết người chiến vương học viện ta, chúng ta không có động thủ đã cho bọn hắn đủ mặt mũi, hiện tại người chúng ta chết, chúng ta không có động thủ, lúc người bọn hắn chết thì bọn hắn dám nói gì với húng ta. Ông lão mặc áo đen, ô lão âm thanh lạnh lùng nói. Vậy cứ như vậy đi, trước hết cứ quan sát kỳ biến, đợi bọn vô bệnh trở về cũng là lúc cuộc săn mùa thu bắt đầu. Thanh y lão giả thản nhiên nói. Những việc này dĩ nhiên là Tiêu Phàm không biết, hôm sau, mặt trời lên cao, mấy người Tiêu Phàm mới từ trong nhập định tỉnh lại, mấy người duỗi người một cái lại bắt đầu một ngày mới. Mỗi ngày tu luyện thế này cũng quá nhàm chán, nếu không chúng ta cũng đi hồn thú sơn mạch đi. Bàn tử nhìn về phía ba người Tiêu Phàm nói. Được a, ta cũng muốn đi, cứ thấy quách lão quái là phiền chết đi được. Tiểu ma nữ là người thứ nhất giơ tay tán thành. Lăng Phong không nói, đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm trầm ngâm, nói ra qua mấy ngày đi, ta còn có một chút sự tình muốn xử lý. Xin hỏi Lăng thiếu có đây không? Bên ngoài viện truyền đến một âm thanh già nua. Có. Lăng Phong hô lên một câu liền đi ra ngoài cửa, mấy người Tiêu Phàm cùng đi lên. Một lão giả tóc bạc đang đứng ngoài cửa, sau lưng hắn có bốn chiếc xe ngựa, phía trên chất đầy hàng hóa. Tiêu Phàm vừa nghĩ đến cái gì liền kinh ngạc nói, nhanh như vậy đã đem dược tài thu đủ. Lão giả hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nguyên bản hắn tưởng Lăng Phong để hắn đi mua linh thảo nhưng không nghĩ đến còn có người khác. Lúc nào Lăng thiếu trở nên dễ nói chuyện như thế? Trầm bá, người để hạ nhân đưa tới là được, lại sao phải tự mình mang đến nơi này? Lăng Phong giả bộ cả giận nói, thần sắc lại khá là cảm kích. Lão giả mỉm cười, nói, Lăng thiếu để cho ta mua sắm đồ vật, ta làm sao dám lãnh đạm, Lăng thiếu, để bạn ngài xem một chút, nếu còn thiếu thứ gì thì ta có thể bổ sung. Lão Tam, Lăng Phong gật đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm xem xét dược thảo nửa ngày cuối cùng gật đầu nói, đều đầy đủ, tạ ơn trầm bá. Ngài là bằng hữu Lăng thiếu, không cần khách khí, về sau có cái gì muốn lão phu hỗ trợ thì có thể đến Lăng Vân Thương hội tìm ta. Trầm bá cười cười lơ đễnh. Vậy vãn bối cũng không khách khí, ta đây vừa vặn có hai sự tình cần phải làm phiền trầm bá. Tiêu Phàm không khách khí nói ra. Trầm bá trong mắt lóe lên một tia cổ quái có chút khó chịu. Tiểu tử ngươi cũng thực sự không khách khí, ta bất quá chỉ nói lời khách khí ngươi liền muốn ta làm việc. Bất quá ngoài mặt trầm bá vẫn duy trì thiếu dung, cười hì hì nói, công tử mời nói. Trầm bá gọi ta là Tiêu Phàm được rồi. Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ ý nghĩ trong lòng trầm bá, bất quá lại làm ngơ, lúc hắn nghe thấy mấy chữ Lăng Vân Thương hội liền đã ra quyết định. Tiêu Phàm lấy ra một tờ giấy đưa cho trầm bá nói, trầm bá. Ta cần một chút tứ phẩm dược tài, ngươi xem. Trầm bá tiếp nhận tờ giấy, nhìn xem hai mươi mấy loại dược tài phía trên, trong lòng kinh ngạc không thôi, kém cỏi nhất đều là tứ phẩm linh thảo, tiểu tử này muốn làm cái gì? Trầm bá có phải hay không có chuyện gì khó xử? Tiêu Phàm cười hì hì nói, cầu người làm việc, hắn cũng duy trì lễ phép cơ bản nhất. Không có, bên trên ghi lại 21 loại dược tài, Lăng Vân Thương hội ta có 20 loại. Bất quá ngũ phẩm dược tài huyết tinh thảo trong đó lại là cực kỳ chân quý, chỉ có bên trong hồn thú sơn mạch mới có thể tìm tới. Trầm bá do dự một chút nói ra. Đồ lưu manh, người muốn ngũ phẩm dược tài làm gì? Tiểu ma nữ cổ quái nhìn Tiêu Phàm nói, Lăng Phong và bàn tử cũng trầm mặc không nói. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không nói cho mấy người, hắn muốn luyện chế tứ phẩm luyện thể dược chân chính, huyết hồn dịch. Huyết tinh thảo chính là chủ dược không thể thiếu trong huyết hồn dịch, chỉ là hắn không nghĩ tới ngay cả đệ nhất thương hội Lăng Vân Thương hội đều không có huyết tinh thảo. Xem ra nhất định phải đi hồn thú sơn mạch một chuyến rồi. Tiêu Phàm thầm nghĩ, sau đó nhìn về phía Trầm Bá nói, Trầm Bá, những dược tài này làm phiền ngươi thay ta gom đủ 10 phần đi, cần bao nhiêu hồn thạch, ta liền giao cho ngươi. Trầm lão trầm ngâm. Sau 10 cái hô hấp liền có một đáp án, hết thảy khoảng chừng 180 vạn hạ phẩm hồn thạch. Mắc như vậy, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, hiện tại trên người hắn chỉ có 100 vạn hạ phẩm hồn thạch, căn bản mua không nổi 10 phần dược tài A, đây vẫn là lúc chưa mua huyết tinh thảo. Trầm bá, thay ta chuẩn bị 5 phần đi, đây là 90 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm lấy ra 90 vạn hạ phẩm hồn thạch,
Đây là lần đầu hắn hiểu vì sao luyện dược sư lại ít đến như vậy, luyện dược sư mỗi khi luyện dược đều là đốt tiền a. Trầm Bá nhìn đám hồn thạch đang lấp lánh thì có hơi ngoài ý muốn, hắn không ngờ Tiêu Phàm lại có nhiều hồn thạch như vậy, sau đó gật gật đầu nói tốt, năm phần dược tài này ban đêm nhất định sẽ đưa đến, không biết sự tình thứ hai là. Trước tiên đem những dược tài này vào đi. Tiêu Phàm đổi chủ đề, không có nói thẳng ra sự tình thứ hai. Trầm Bá cũng là người già thành tinh, hắn tự nhiên hiểu ý của Tiêu Phàm, khoát khoát tay để một đám hạ nhân đem dược tài chuyển vào Thần Phong học viện. Mà Tiêu Phàm lại dẫn đám người tiến vào trong phòng hắn, mấy người Trầm Bá trong lòng nghi ngờ không thôi, sự tình gì lại không thể để người khác biết. Không biết Lăng Vân Thương Hội có thể bán hộ dược dịch cho ta không? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, mấy ngày nay hắn nghĩ rất nhiều, để luyện dược sư công hội bán hộ Mỹ dung dịch đã không còn khả năng, hiện tại chỉ có thể tìm phương pháp khác. Trầm Bá có chút do dự, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Lăng Phong nhưng Lăng Phong lại trầm mặc không nói. Trầm Bá nhất thời không biết Lăng Phong có ý gì, đành phải nhắm mắt nói, không biết công tử muốn bán hộ cái gì. Ba loại dược dịch, Mỹ dung dịch, kim sáng dịch, thối hồn dịch. Tiêu Phàm không nói không chút do dự nói. Mỹ dung dịch, ánh mắt Trầm Bá đột nhiên sáng lên, sự tình hai ngày trước phát sinh ở luyện dược sư công hội hắn cũng đã được nghe, thần khí Mỹ dung dịch kia trong nháy mắt có thể làm lành vết sẹo hoàn toàn a. Hai ngày này còn có không ít người chạy đến Lăng Vân Thương Hội hỏi thăm xem có bán Mỹ dung dịch hay không, nếu như Lăng Vân Thương Hội bán Mỹ dung dịch thì đây là một cơ hội vô cùng lớn a. Mỹ dung dịch là người phát minh, Trầm Bá cố gắng bình tĩnh lại nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn biết rõ Mỹ dung dịch cho dù Lăng Vân Thương Hội không mua thì cũng sẽ có rất nhiều thương hội khác đến sâu xé, không một ai chê hồn thạch nha. Xem như thế đi, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Mỹ dung dịch gì? Đồ lưu manh, mấy ngày nay ngươi đều ở cùng chúng ta, làm sao có thể làm sự tình khác được. Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bàn tử và Lăng Phong cũng kinh ngạc không thôi. Có sao, Tiêu Phàm sờ cằm một cái, trên mặt cười tà một cái. Công tử, Lăng Vân Thương Hội ta nguyện ý ra 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch để mua phương thuốc Mỹ dung dịch trong tay ngươi. Trầm Bá kích động nói, hắn tin tưởng Tiêu Phàm sẽ không cự tuyệt dụ hoặc như thế này. 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch, đối với phần lớn người mà nói thì đây là một con số khổng lồ đủ để họ sống an nhàn cả mấy đời. Không bán. Tiêu Phàm lắc đầu cười, cho rằng ta là đồ đần sao. 1.000 vạn liền muốn mua phương thuốc Mỹ dung dịch, đừng nói 1.000 vạn, coi như 5.000 vạn ta cũng sẽ không bán a. Vậy công tử là muốn, thần sắc Trầm Bá có chút khó coi, tiểu tử ngươi có phải đang trêu chọc ta không? Nói có việc muốn nhờ ta mà lại không bán cho ta. Tiêu Phàm cười cười, ý vị thâm trường nói, ta trước đó có nói, là để Lăng Vân Thương Hội bán hộ. Bán hộ, đám người khó hiểu nhìn Tiêu Phàm, không biết hắn có ý gì. Bán hộ đều không biết, Tiêu Phàm vô cùng buồn bực đành phải kiên nhẫn giải thích, bán hộ chính là bản thân ta giữ lại phương thuốc, luyện chế ra nguyên dịch, sau đó dựa theo tỷ lệ nhất định pha loãng rồi bán ra. Lợi nhuận thì ta và Lăng Vân Thương Hội cùng nhau chia sẻ. Nếu thế thì ngươi sẽ không có thời gian tu luyện. Tiểu ma nữ hiển nhiên không coi trọng biện pháp này. Cho nên ta nghĩ đến một biện pháp khác, chính là đem phương thuốc giao cho Lăng Vân Thương Hội. Lăng Vân Thương Hội có thể cho người khác đi luyện dược, ta chiếm 3 thành lợi nhuận. Hơn nữa, có vấn đề gì khác thì có thể đến tìm ta, 10 năm sau sẽ hoàn toàn giao phương thuốc cho Lăng Vân Thương Hội, thế nào? Tiêu Phàm tiếp tục nói, biện pháp này hắn mất rất nhiều thời gian mới có thể nghĩ ra được, vừa có thể rảnh tay tu luyện lại vừa có thể thu được hồn thạch. Trầm Bá nghĩ sâu tính kỹ cuối cùng gật gật đầu nói tốt, ngươi có thể đem phương thuốc cho ta đã rất tín nhiệm Lăng Vân Thương Hội ta rồi, hơn nữa đây cũng không phải là mối làm ăn lỗ vốn. Ban đêm ta định chuẩn bị một bản hiệp định đến tìm công tử. Trầm Bá, không cần phải gấp gáp. Nhìn thấy Trầm Bá quay người chuẩn bị rời đi, Tiêu Phàm lại nói, không phải đã nói có 3 loại dược dịch sao? 2 loại khác là, Trầm Bá trong lòng cũng vô cùng kích động, thái độ đối với Tiêu Phàm cũng phát sinh chuyển biến, ai cũng không nguyện ý đắc tội một tên luyện dược sư trẻ tuổi như thế. Một loại tên là kim sáng dịch, là tam phẩm dược dịch, sau khi bị thương nếu sử dụng sẽ lập tức cầm máu lại, khôi phục thương thế, nếu kết hợp với Mỹ dung dịch thì hiệu quả càng tốt. Một loại khác tên là thối hồn dịch, phân làm 4 cấp,
nhất phẩm đến tứ phẩm có thể rèn luyện độ tinh khiết và cường độ hồn lực của tu sĩ. Nếu ta đoán không sai thì nhất phẩm thối hồn dịch có thể tăng 4 thành hồn lực của chiến linh tu sĩ. Cứ như thế thì tứ phẩm thối hồn dịch có thể tăng lên 4 thành hồn lực của tu sĩ chiến tôn cảnh. Tiêu Phàm tinh tế nói, đám người nghe đến say mê, nếu như nói kim sáng dịch mấy người cũng không quan tâm lắm thì thối hồn dịch kia tuyệt đối là dược dịch hiếm thấy. Thối hồn dịch, thật sự có thể rèn luyện hồn lực, không phải chỉ có công pháp mới có thể rèn luyện hồn lực sao? Cho dù lấy tâm tính trầm bá cũng phải kinh hô lên. Có. Tiêu Phàm thập phần kiên định, hắn cũng không nghĩ đến trầm bá sẽ kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ hiện tại không có dược dịch nào như thế sao? Ha ha, thối hồn dịch vừa ra, nhất định vang danh chiến hồn đại lục a, Tiêu Phàm, ngươi phải biết cho dù là luyện dược sư công hội cũng không có loại dược dịch này a, ta có thể thấy được tình cảnh người người tranh giành thối hồn dịch rồi, ha ha ha. Trầm bá kích động nói. Nghe nói thế, Tiêu Phàm cũng kinh ngạc, khi lấy được truyền thừa trong vô tận chiến điển, thối hồn dịch rõ ràng chỉ là một loại dược dịch cấp thấp a, làm sao hiện tại giá trị lại lớn đến thế. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có chút hối hận, thối hồn dịch nếu xuất hiện nhất định sẽ gây oanh động cực lớn, sớm biết đã không đem ra a. Trầm bá, thối hồn dịch tương đối chân quý, lợi nhuận ta phải chiếm 5 thành, kim sáng dịch thì ta chiếm 3 thành lợi nhuận, còn nữa, ta không muốn có người biết thối hồn dịch là do ta cung cấp. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn cũng không phải sử dụng thủ đoạn sư tử ngoạm mà thối hồn dịch quả thật cực kỳ chân quý a. Hắn sở dĩ chiếm 5 thành lợi nhuận cũng là để ước thúc Lăng Vân Thương hội. Được, liền dựa theo Tiêu Thiếu nói, ban đêm ta mang hiệp nghị tới, thuận tiện đem dược tài Tiêu Thiếu cần đưa lên. Trầm bá đầy miệng đáp ứng, cho dù chỉ là 5 thành lợi nhuận thì cũng đã rất khủng bố rồi. Không cần, 7 ngày sau đến đây đi, ta đem những dược tài này luyện chế một chút rồi ngươi thuận tiện cầm về. Tiêu Phàm cười cười nói. Tốt. Lão phụ 7 ngày sau lại đến, Lăng thiếu, Tiêu thiếu, cáo từ. Trầm bá gật đầu, quay người rời khỏi phòng. Tiểu ma nữ, Lăng Phong và bàn tử trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, cảm giác bọn họ dường như không quen biết hắn vậy. Tiểu ma nữ đi đến trước mặt Tiêu Phàm, hai tay nắm lấy lỗ tai Tiêu Phàm không ngừng kéo kéo, sau đó lại xoa nắn lấy khuôn mặt Tiêu Phàm. Tiểu ma nữ, ngươi làm gì thế? Tiêu Phàm đau đến oa oa kêu to. Ngươi thực sự là đồ lưu manh, lúc nào ngươi có thể luyện chế tứ phẩm dược dịch, chẳng lẽ ngươi đã là tứ phẩm luyện dược sư? Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, vô luận nàng xoa như thế nào thì gương mặt Tiêu Phàm trừ đỏ một chút lại chẳng có biến hóa gì. Lão Tam, ha ha, sau khi ngươi phát tài nhất định phải mang nhị ca đi ăn uống thả cửa một trận, sau đó lại đi Túy Hoa lâu chơi gái 3 ngày 3 đêm. Bàn tử thịt mỡ tung tăng. Hắn đang ảo tưởng có vô số mỹ nhân vây xung quanh mình, trên mặt nở một nụ cười dâm. Cút, Tiêu Phàm, tiểu ma nữ và Lăng Phong đồng thời gầm thét, một cước thân mật với cái bụng bự của bàn tử liền như trái banh bay ra khỏi phòng. 7 ngày thấm thoát trôi qua, Tiêu Phàm vẫn một mực luyện dược bên trong phòng, mùi thuốc ngút trời nhưng quỷ dị là mấy ngày nay Phúc Bá cũng không có tra tấn bọn hắn. Ngày thứ 7. Hắn rốt cục luyện hết đám dược tài chất đầy 4 chiếc xe ngựa kia, cả người Tiêu Phàm bẩn thỉu tựa như già thêm 10 mấy tuổi, mà hiện tại hắn chỉ mới có 16 tuổi a. 100 bình thối hồn dịch, 60 bình kim sáng dịch, 80 bình mỹ dung dịch, luyện dược này đúng là công việc không phải cho con người làm, khó trách mọi người đều nói luyện dược sư là những tên cổ quái nhất, cả năm đều du rú chế thuốc không thành quái nhân mới lạ. Tiêu Phàm cười khổ, qua 7 ngày hắn gầy đi không ít. Sau khi tắm rửa dọn dẹp sạch sẽ hết hắn mới dám đi gặp mọi người. Hôm nay trầm bá đến cũng rất đúng giờ, mấy ngày nay hắn đều kích động đến mức không ngủ được, hắn một mực nghĩ đến dược phương trong tay Tiêu Phàm. Lăng thiếu, Tiêu thiếu. Trầm bá cười tủm tỉm nói. Những dược dịch này ngươi mang đi à? Tiêu Phàm mỗi thứ giữ lại 10 bình, còn lại đều giao hết cho trầm bá, cũng đem dược phương cùng phương pháp phối chế nói cho hắn. Trầm bá cười đến không ngậm miệng được, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hơn 200 bình dược dịch, sau khi ký hiệp nghị với Lâm Dịch lại lấy ra một tấm hồn thạch tạp đưa cho Tiêu Phàm nói, trong này có 500 vạn hạ phẩm hồn thạch, là một chút tâm ý của Lăng Vân Thương hội, những dược tài mà Tiêu thiếu cần lão phu đã để hết ở bên ngoài. Vậy thì cảm ơn Trầm bá. Tiêu Phàm cười nói, hắn hiện tại đang cần hồn thạch nên sẽ không khách khí. Ha ha,
cuối cùng cũng giải quyết xong vấn đề học phí. Sau khi Trầm Bá rời đi, Bàn Tử hưng phấn nhảy dựng lên cười ha ha. Lão Tam, người mua những dược tài kia để làm gì? Lăng Phong lại thập phần bình tĩnh, 90 vạn hạ phẩm hồn thạch chỉ có thể mua 5 phần dược tài, giá trị thế này cũng có thể đoán sơ. Đây là những thứ cần để luyện chế một thứ, thứ này có thể tăng cường hồn lực của chúng ta, sắp đến cuộc đi săn mùa thu rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Tiêu Phàm không có giấu giếm. Không phải thối hồn dịch, tiểu ma nữ nghi ngờ nói. Thối hồn dịch, Tiêu Phàm vẻ mặt coi thường, nói thối hồn dịch nếu so sánh với nó thì chỉ là rác rưởi mà thôi. Rác rưởi, ba người nghe vậy liền hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả tứ phẩm dược dịch đều là rác rưởi. Bọn hắn phát hiện mình đã ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm rồi. Tiêu Phàm ngửa đầu nhìn trời nói, chỉ là bây giờ còn thiếu một vị chủ dược huyết tinh thảo, Trầm Bá cũng nói, chỉ có bên trong hồn thú sơn mạch mới có. Sợ éo gì, chúng ta đi vào hồn thú sơn mạch kiếm là được. Bàn Tử không sợ trời không sợ đất. Thì Vũ, ngươi lưu tại học viện, ta và lão nhị lão tam đi. Lăng Phong quan tâm nhìn tiểu ma nữ, sợ nàng có gì ngoài ý muốn. Nhưng mà tiểu ma nữ lại không cảm kích chút nào, nói, đồ lưu manh ở đâu ta liền ở đó. Tiêu Phàm vội vàng trốn sang một bên, hắn quả thật sợ tiểu ma nữ xảy ra chuyện gì, quan hệ giữa mình và Lăng Phong vừa mới cải thiện một chút nếu như lại xảy ra chuyện gì thì há không phải lại biến thành tình địch. Vậy thì đi thôi, có ta ở đây nhất định sẽ không để ai làm tổn thương ngươi. Lăng Phong cũng không tức giận, ngược lại một mặt nhu tình nhìn tiểu ma nữ. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tiêu Phàm có chút buồn bực, trong lúc nhất thời không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu, hô hấp cũng khó khăn. Bỏ ngoẹ, không phải ta đã thích tiểu ma nữ rồi chứ? Tiêu Phàm trong lòng cổ quái tự hỏi, hắn nhìn tiểu ma nữ một lượt thần nghĩ, trước lõm sau lồi, dáng người quả thật không tệ, khuôn mặt cũng hoàn mỹ, chỉ là tính tình kém một chút. Có nên nói với Phúc Bá một tiếng không? Bàn Tử gãi đầu một cái. Hắn đã bị đám Phúc Bá lưu lại bóng đen tâm lý rồi. Không cần, Phúc Bá chiều tối mới trở về, huống chi nếu như hắn không đáp ứng thì phải làm sao? Tiểu ma nữ hận không thể lập tức tiến vào hồn thú sơn mạch, nàng làm muốn đi báo cho Phúc Bá biết. Thì Vũ nói rất đúng, vậy thì lưu lại một tờ giấy A. Lăng Phong ngẫm nghĩ lưu một tờ giấy lại, trên đó ghi rõ bọn hắn đã tiến vào hồn thú sơn mạch. Sau đó bốn người len lén mang theo tiểu kim vụng trộm tránh khỏi đường chính rời khỏi Yến Thành tiến về hồn thú sơn mạch, hình như gần đây đắc tội hơi nhiều người. Hồn thú sơn mạch cách Yến Thành khoảng 100 dặm, trùng điệp vô biên, trải dài không biết bao nhiêu dặm, nơi này không thuộc về bất kỳ thế lực nào, có vài cái vương triều được dựng lên ở xung quanh hồn thú sơn mạch. Hồn thú ở đây rất nhiều, là nơi lý tưởng để tu sĩ tiến vào rèn luyện, nhưng bên trong lại không thiếu lục giai hồn thú. Vì thế mà không có nhiều tu sĩ dám tiến vào sâu bên trong. Thậm chí có lời đồn, bên trong hồn thú sơn mạch có cả thất giai hồn thú, chỗ đó chính là cấm địa của nhân tộc, cho dù là cường giả chiến hoàng cũng không dám tùy tiện đặt chân vào. Bên trong khu rừng, lá cây trùng thiên hoàn toàn che đi ánh sáng, chỉ có một vài tia sáng xuyên qua soi dọi xuống mặt đất làm cho không gian thêm mộng huyễn, trong không khí u ám ẩm ướt này tràn ngập mùi hôi thối. Đám người Tiêu Phàm chun mũi không khỏi cau mày một cái, còn Tiểu Kim lại như cá thả vào nước, hưng phấn vô cùng, hồn thú vốn nên thuộc về Sơn Lâm, nơi này mới thật sự là nhà của bọn chúng. Hiện tại đã qua mấy tháng, thân hình Tiểu Kim lại có biến hóa mới, dài 2 mét ngang 1 mét, nhìn qua uy phong lẫm liệt, rất có khí chất của thú vương, tùy thời đều khả năng đột phá cảnh giới tứ giai. Mấy người thương lượng một phen, Tiêu Phàm và Tiểu Kim đi phía trước dò đường. Tiểu ma nữ và Bàn Tử ở giữa, Lăng Phong đi cuối cùng, tiến vào hồn thú sơn mạch nhất định phải luôn cảnh giác cẩn thận bị hồn thú tập kích. Lấy thực lực bốn người hiện tại cộng thêm Tiểu Kim thì tứ giai hồn thú bình thường đối với bọn hắn không có uy hiếp, nhưng nếu gặp phải ngũ giai hồn thú thì cũng đành cong đít bỏ chạy. Tiêu Phàm phóng xuất hồn lực tản ra bốn phía, ở đây tầm nhìn hoàn toàn bị hạn chế, chỉ có sử dụng hồn lực mới có thể quan sát rõ ràng. Tại bên ngoài Tùng Lâm, nhóm Tiêu Phàm đi rất nhanh, nơi này thường xuyên có người xuất thủ nên cả đám cũng không lo lắng bị hồn thú tập kích, hơn nữa phẩm giai hồn thú bên ngoài cũng khá thấp, căn bản không có chút uy hiếp nào. Mấy người hành tẩu ba canh giờ dần đi chậm lại,
càng vào bên trong thì khí tức càng trở nên âm trầm quỷ dị, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng của hồn thú gào thét, cả bọn thần kinh căng lên, cảnh giác từng chút một. Mọi người tận lực đi chậm lại, âm thanh rất dễ thu hút hồn thú. Lăng Phong nhắc nhở mọi người. Đó là, đột nhiên Tiêu Phàm dừng lại, hắn nhìn cảnh tượng phía xa không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy thi thể bốn nam ba nữ đang treo trên một cái cây cao 7-8 mét, thi thể đã thối rữa hơn nữa còn không hoàn chỉnh hình như đã bị hồn thú cắn xé qua. Trong đó một tên nam nhân bị moi mắt ra, một tên nam tử khác bụng bị xé rách làm nội tạng rải đầy một chỗ, ba nữ tử trên người không mảnh vải che thân, hiển nhiên là bị người lăng nhục rồi giết chết. Đây chắc hẳn là những người tiến vào hồn thú sơn mạch lịch luyện sau đó bị người khác giết rồi treo lên trên cây, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Thủ đoạn quá tàn nhẫn, tiểu ma nữ bưng lấy miệng cố gắng không nôn ra, nàng không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng huyết tinh phía trước. Giết người bất quá dùng một đao, phải thù hận lớn như thế nào mới có thể làm như thế? Bàn tử cau mày một cái. Đã chết khoảng 3-4 ngày. Trên người Lăng Phong vô cùng băng lãnh. Không có quá nhiều dấu vết đánh nhau, thực lực chênh lệch rất xa, kẻ giết người này thực lực hẳn là rất cao. Tiêu Phàm đến bên cạnh thi thể, thần sắc bình tĩnh cẩn thận phân tích. Đám biến thái này tốt nhất đừng rơi vào trong tay của ta, bằng không ta muốn bọn hắn sống không bằng chết. Sau nửa ngày, tiểu ma nữ nghiến răng nghiến lợi tức giận, nói. Lấy thực lực của chúng ta cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Hắn cẩn thận xem tường tận mấy vết thương trên cơ thể, kiếp trước thân làm y thánh thì thi thể gì mà hắn chưa từng thấy qua, việc này đối với hắn không có chút ảnh hưởng nào, cũng không phải là hắn máu lạnh mà là hắn đã quá quen thuộc rồi. A, à, Lăng Phong, bàn tử và tiểu ma nữ cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiêu Phàm sờ sờ đầu tiểu kim, trấn an nó một cái, chỉ vào một cỗ thi thể nói, các ngươi nhìn, người này hẳn là bị lợi chảo giết chết. Nếu như là lợi chảo của hồn thú thì những người này sớm đã nằm trong bụng hồn thú rồi, cho nên, hẳn là bị chiến hồn hồn thú giết chết. Hơn nữa, các ngươi lại nhìn, một chảo này cực kỳ chuẩn xác đánh vào vị trí trái tim. Không đúng, vậy còn mấy vết thương này? Bàn tử chỉ mấy vết thương hư thối trên bụng một người, nơi đó rõ ràng không phải bị một vuốt xé rách. Tiêu Phàm lắc đầu, cầm lấy nhánh cây lật tới lật lui thi thể. Nói, mấy cái vết cào này đều không có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa vết thương đã chuyển sang màu đen, đây là dấu vết bị người ta tra tấn, một chảo ở trái tim mới là điểm chí mạng. Nói đến đây, Tiêu Phàm lại đi đến một cỗ thi thể nam tử khác ở bên cạnh, trên cổ người kia có một dấu vết màu đen trên cổ, cho dù đã hư thối nhưng vết cắt vẫn vô cùng chỉnh tề. Người này bị người khác dùng lợi kiếm giết chết, hơn nữa còn là nhất kiếm phong hầu. Trong đám người chúng ta thì cho dù là lão đại cũng khó có thể làm. Tiêu Phàm trầm giọng, thần sắc càng ngày càng khó coi. Lăng Phong thở sâu, gật đầu tán thành lời Tiêu Phàm, một kiếm này trực tiếp cắt đứt yếu hầu đối phương nhưng không động đến xương cốt, điều này chứng tỏ một kiếm này vô cùng nhanh, chuẩn, độc. Trên người người này có dấu vết bị trói, hơn nữa con mắt còn bị móc xuống. Bàn tử chỉ về phía hốc mắt của nam tử. Tiêu Phàm quan sát thi thể nam tử, phương diện này hắn đúng là chuyên gia, y thánh hắn có hiểu biết rất sâu về những vết thương. Người này hẳn là bị người dùng sợi đằng, dây leo, ghìm chết. Tiểu ma nữ lấy dũng khí nhìn thi thể kia nói. Vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Phàm, Lăng Phong và bàn tử nhao nhao nhìn về tiểu ma nữ làm cho nàng tê cả da đầu. Nhìn ta làm gì, không phải nghĩ rằng ta giết đấy chứ. Tiểu ma nữ dọa kêu to một tiếng. Vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Không phải, chúng ta chỉ là kinh ngạc ngươi cũng có thể suy nghĩ ra à. Tiêu Phàm cười cười làm tiểu ma nữ nghiến răng hung dữ nhìn hắn, hận không thể giày vò hắn dưới chân. Người thứ ba này hẳn là chiến hồn hệ thực vật, người này là bị trói đến chết, con mắt hắn cũng là bị sợi đằng xuyên thủng, trực tiếp xuyên qua sau đầu. Tiêu Phàm thu liếm tiếu dung, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Nói cách khác. Người giết bọn hắn chỉ ít có ba người, một tên nắm giữ chiến hồn loại thú, một tên cao thủ sử dụng kiếm, hoặc là nắm giữ chiến hồn loại kiếm, người thứ ba thì nắm giữ chiến hồn hệ thực vật, tổ hợp thế này thì công kích và phòng ngự đều rất cường đại. Lăng Phong làm một cái tổng kết. Bọn hắn tại sao phải giết người? Đoạt đồ vật trên người bọn họ là được à? Tiểu ma nữ cảm giác một cỗ lửa giận lặng yên dâng lên.
Cũng khó trách nàng lại tức giận như vậy, bên trong hồn thú sơn mạch, hồn thú tung hoành, nhân loại lại thập phần thưa thớt, vì sao mọi người còn muốn tàn sát lẫn nhau? Tất cả người trong thiên hạ chỉ vì một chữ lợi. Tiêu Phàm thán một hơi nói. Bên trong hồn thú sơn mạch nguy hiểm trùng trùng, có đôi khi, nguy hiểm nhất cũng không phải là hồn thú mà là bản thân con người. Mấy người cảm thán một hơi, cũng minh bạch ý tứ bên trong lời nói Tiêu Phàm, nhân loại tiến vào hồn thú sơn mạch vì cái gì? Không phải là vì là săn giết hồn thú chiếm lấy hồn tinh và tìm kiếm linh dược sao? Giết chết một đầu hồn thú chỉ có thể được một khỏa hồn tinh, có đôi khi tìm kiếm vài ngày cũng chưa chắc có thể tìm tới một gốc linh dược, nhưng nếu giết một người thì lại có thể có rất nhiều hồn tinh và linh dược. Lòng tham là bản năng của con người nhưng cũng không cần thiết phải tra tấn người khác đến như vậy. Tiểu ma nữ nghiến răng, sát khí nặng nề nói, nàng còn chưa bao giờ tức giận đến như thế. Mọi người cẩn thận một chút, những người này hung tàn cũng không đáng sợ, đáng sợ là thực lực bọn hắn, nơi này vẫn chỉ là bên ngoài hồn thú sơn mạch, huyết tinh thảo chỉ có ở bên trong sâu hơn mà thôi, có khả năng sẽ gặp lại bọn hắn. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Lập tức trong lòng lại bổ sung một câu, thân thể ta hiện tại vẫn còn chưa thể chịu được uy lực của chiến kỹ ngũ phẩm, nhất định phải tìm được huyết tinh thảo luyện chế ra huyết hồn đan, sau khi được huyết hồn đan tẩy lễ, lúc đó sẽ tăng thêm được một tầng bảo hộ. Lấy được ngũ phẩm linh dược huyết tinh thảo, đây là mục tiêu chủ yếu của bọn Tiêu Phàm, cuộc đi săn mùa thu tại Yến Thành càng ngày càng gần, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm gấp gáp đến thế. Mấy người gật gật đầu. Đem những thi thể này tùy ý an táng một chút liền tiếp tục lên đường, sau khi đi hai canh giờ lại dừng lại. Trời sắp tối, tìm chỗ nghỉ một chút. Tiêu Phàm nhìn bốn phía, cuối cùng lựa chọn một cây cổ thụ cao vút trong mây, so với trên mặt đất thì ở trên cây lại an toàn hơn nhiều. Ban đêm trong hồn thú sơn mạch không ai dám đốt lửa, ánh sáng sẽ khiến cho bọn họ trở thành một tấm bia sống. Màn đêm rất nhanh buông xuống, đám người co quắp nằm trên nhánh cây. Cũng may nhánh cây rất lớn lên dù bọn họ có lăn mấy vòng cũng không ngã được, bất quá Tiêu Phàm bận rộn một hồi trên tảng cây, trong tay lại xuất hiện một cái túi lớn màu đen. Đồ lưu manh, đây là thứ gì? Tiểu ma nữ thấp giọng hỏi, kinh ngạc nhìn cái túi lớn màu đen của Tiêu Phàm. Túi ngủ. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói một câu, chuẩn bị đi vào bên trong túi ngủ, đây là do hắn chuẩn bị trước, cho dù đêm có lạnh thì cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Nhưng mà lời còn chưa dứt thì tiểu ma nữ lắc mình một cái vọt thẳng bên trong túi ngủ, nàng cười khà khà giống như vừa đạt được âm mưu, thứ này ta muốn, ngươi tìm chỗ khác đi a. Ngươi, nắm đấm Tiêu Phàm vang lên kèn kẹt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đêm nay ta sẽ canh gác. Dứt lời, Tiêu Phàm ngồi ở trên nhánh cây nhắm hai mắt lại, hồn lực tản ra bốn phương tám hướng, nếu ngủ không được thì đi tu luyện vậy. U linh chiến hồn nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí bốn phía, ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, trong lòng kinh ngạc nói, linh khí trong hồn thú sơn mạch quả thật nồng đậm, đúng lúc có thể củng cố lại tu vi. Hắc ám vô tận bao phủ thiên địa, Tiểu Kim và Bàn Tử phát ra tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, Lăng Phong và Tiểu Ma Nữ lại cực kỳ yên tĩnh, gió ban đêm thật lạnh không oi bức giống như lúc ở trong Yến Thành. Chỉ có một người Tiêu Phàm lúc nào cũng cảnh giác bốn phía. Chít chít một tiếng kêu nhỏ vang lên, Tiêu Phàm đột nhiên mở mắt nhìn vào màn đêm, chỉ thấy bên trên mười mấy mét có vô số đôi mắt màu đỏ tươi đang quan sát hắn, số lượng lên tới cả mấy trăm làm cho hắn phát lạnh cả người. Đây là, con người Tiêu Phàm co rụt lại, hồn lực tập trung trong nháy mắt liền biết đây là thứ gì. Chỉ là không đợi hắn lấy lại tinh thần thì những quái vật miệng đầy răng nanh kia đã lao xuống, hàn quang lóe lên trong bóng đêm cực kỳ chói mắt. Có hồn thú tập kích. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, ba người Lăng Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, khi thấy hồn thú chen chút bay đến liền chấn kinh một trận. Nhị giai hồn thú, huyết bức, nhiều như vậy. Bàn Tử run giọng nói, nhị giai hồn thú cũng không đáng sợ là số lượng lại quá nhiều, nhiều đến mức ngay cả chiến tôn cảnh bọn hắn đều phải e ngại. Tại bên trong hồn thú sơn mạch, huyết bức không quá cường đại nhưng tộc quần của bọn chúng lại vô cùng khủng bố. Nghe đồn cho dù cường giả chiến tông cũng không thể chiếm được thượng phong khi gặp bọn chúng. Chiến lực một con huyết bức tất nhiên không mạnh, nhưng 100 con, 1000 con thì sao? Huyết bức chỉ là nhị giai hồn thú nhưng lại có thể tồn tại được trong hồn thú sơn mạch tự nhiên cũng có đạo lý của nó. Chạy, tiểu ma nữ bị dọa thật rồi,
ý nghĩ đầu tiên của nàng chính là phải trốn. Thi Vũ, người đứng sau lưng ta. Lăng Phong là người thứ nhất chạy đến trước mặt tiểu ma nữ, bảo vệ nàng an toàn. Không cần, ta có thể tự mình bảo vệ. Tiểu ma nữ cố ý hướng về phía Tiêu Phàm dựa vào, cái này khiến Tiêu Phàm không còn gì để nói. Tất cả mọi người đứng yên. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói, sau đó trong tay đột nhiên có thêm một bó đuốc, điều này làm mọi người ngạc nhiên không thôi, tại sao Tiêu Phàm có thể chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ. Từ sau khi có được hồn giới, Tiêu Phàm liền chuẩn bị rất nhiều đồ vật thiết yếu cất vào trong hồn giới, giống như bó đuốc này, phần lớn tu sĩ đều không nghĩ đến bó đuốc này bên trong hồn thú sơn mạch này có tác dụng gì nhưng Tiêu Phàm lại biết, có rất nhiều hồn thú rất sợ hỏa diễm. Minh chứng tốt nhất là đám huyết bức phía trước, trong lúc bọn chúng nhìn thấy đám lửa kia liền nhao nhao lui lại. Huyết bức khát máu, đồng thời cũng sợ lửa, xem ra hồn thú đều có nhược điểm của chúng. Lăng Phong hơi khâm phục nhìn về hướng Tiêu Phàm. Lão Tam, ta phát hiện ngươi cái gì cũng biết ha, ngay cả túi ngủ và bó đuốc đều chuẩn bị tốt, không biết ngươi còn mang đến cho chúng ta kinh ngạc như thế nào nữa. Bàn tử cổ quái nhìn Tiêu Phàm, như hắn nói, những thứ đồ vật như túi ngủ và bó đuốc thì người thường chẳng bao giờ nghĩ đến. Đặc biệt là bó đuốc, ban đêm tại hồn thú sơn mạch sẽ trở thành bia ngắm sống cho người khác. Đồ lưu manh. Bó đuốc này nếu dẫn hồn thú khác đến thì phải làm sao bây giờ? Tiểu ma nữ vẫn không an tâm, ban đêm bên trong hồn thú sơn mạch không thể đốt lửa, đây chính là kiến thức cơ bản nhất. Nghe nói thế, Lăng Phong và bàn tử cũng lo lắng, huyết bức tạm thời cản được nhưng còn hồn thú khác thì sao? Tiêu Phàm lại là lắc đầu, nói, huyết bức mặc dù sợ lửa nhưng cũng không quá sợ, các ngươi nhìn, bọn chúng mặc dù sao động nhưng cũng không có rời đi, điều này hẳn mọi người đã hiểu. Về phần hồn thú khác, Tiêu Phàm thâm thúy nhìn xung quanh, tiếp tục nói, chúng ta tạm thời không cần lo lắng, nếu như chúng ta gặp đàn sói thì đốt bó đuốc này có lẽ sẽ còn dẫn tới hồn thú khác, nhưng hiện tại là huyết bức, ngay cả cường giả chiến tông cảnh đều phải e ngại bọn chúng, mấy con hồn thú khác chạy trốn còn không kịp, làm sao dám đến gần. Mấy người đều cho rằng lời nói Tiêu Phàm rất có đạo lý, việc cấp bách trước mắt là làm như thế nào mới giải quyết được hết đám huyết bức trước mắt. Đáng tiếc, ta chỉ mang vài bó đuốc, muốn cầm cự đến trời sáng là điều không thể. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, huyết bức là hồn thú hoạt động ban đêm, chỉ cần kiên trì đến ban ngày thì bọn chúng sẽ tự động rời đi, đám người Tiêu Phàm sẽ được an toàn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là huyết bức hoàn toàn không công kích bọn hắn. Đồ lưu manh, nếu không chúng ta đem mảnh rừng này đốt đi. Tiểu ma nữ thập phần hưng phấn nói. Ý kiến hay, nghe thì Vũ. Lăng Phong vội vàng đồng ý, hắn luôn luôn ủng hộ quyết định của Thi Vũ. Bàn tử nhún nhún vai không biết nói gì, bất quá thần sắc hắn hiển nhiên cũng đồng ý. Phóng hỏa đốt rừng, vậy thì phải cháy mới được, cánh rừng này vốn âm u ẩm ướt, hiện tại lại vừa bị đám sương mù làm cho ướt nhẹp, các ngươi làm sao mà đốt. Tiêu Phàm mắt tròn mắt dẹt nhìn ba người. Đúng rồi, khứu giác của huyết bức thập phần linh mẫn, nếu không chúng ta dùng mùi thối đuổi bọn chúng đi. Bàn tử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mùi thối, Tiêu Phàm nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, một bình ngọc đột nhiên xuất hiện trên tay hắn, hắn vừa mở nắp bình thì một cỗ mùi hôi phá không mà ra. Thứ quỷ gì thế này, làm sao lại thối như vậy? Tiểu ma nữ là người thứ nhất bịt mũi ngừng thở, hai người Lăng Phong và bàn tử cau mày, xem ra mùi này cũng không phải chỉ quá khó ngửi a. Đây là trừ trùng dịch, chuyên môn xua đuổi con dẹp. Tiêu Phàm cười cười, đây kỳ thật không phải là trừ trùng dịch gì mà chỉ là dược dịch hắn luyện chế thất bại thôi, chỉ là cảm thấy nó rất khó ngửi nên vẫn còn lưu lại, không nghĩ tới hiện tại lại có chỗ cần dùng. Quả nhiên, huyết bức ngửi được mùi thối từ trừ trùng dịch liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn, có một vài con huyết bức bị thối đến choáng váng rơi lạch bạch xuống mặt đất. Sau một lát, tất cả huyết bức đều đã chạy trốn không còn, trên mặt đất có vài con huyết bức vẫn đang tê liệt. Tiểu Kim bên dưới gốc cây dùng móng cạy cạy hồn tinh trong đầu chúng nó ăn ngon lành. Sốt cục chạy hết. Đống thịt mỡ trên người bàn tử cuối cùng cũng đã yên tĩnh lại, khi nãy toàn bộ nhánh cây đều lay động đến mấy lần. Giống, lúc này, từng đợt tiếng giống trầm thấp vang lên từ trong rừng rậm, tiếng hồn thú di chuyển vang lên xào xạc. Tiểu Kim, nhanh đi lên. Tiêu Phàm lắc mình một cái nhảy xuống đại thụ đem Tiểu Kim ném lên,
Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cảm giác lưng phát lạnh giống như bị vô số ánh mắt khóa lại. Tiêu Phàm sao dám do dự, hắn nhanh chóng nhảy lên thân cây, phía sau truyền đến một tiếng gầm, nhìn lại chỉ thấy một đầu hồn thú màu đen vừa vặn đụng vào cây đại thụ. Từ xa, từng đôi mắt sáng đang theo dõi hắn, đi từng bước một tới, răng nanh màu trắng cực kỳ chói mắt, trên người bọn chúng tỏa ra từng tia hắc khí. Tứ giai hồn thú, độc lang. Tiêu Phàm cau mày liếc sơ một chút, hiện tại có đến 8 con độc lang, mỗi con đều tương đương với cảnh giới chiến tôn. Ngoẹ nó, làm sao lại trùng hợp như thế? Đám độc lang này thích nhất là mùi thối, nhất định bọn chúng bị mùi thối khi nãy hấp dẫn đến. Bàn tử chửi ầm lên, cảm giác trong lòng thập phần ủy khuất. Nếu như nói có hồn thú dưới ngũ giai không sợ huyết bức thì độc lang tuyệt đối là một trong số đó. Trên người độc lang phát ra mùi thối cường đại hơn so với thứ trừ trùng dịch của Tiêu Phàm, thậm chí đã biến thành độc tính, vì thế nên máu của bọn chúng thì huyết bức cũng không dám uống. 8 con độc lang mà thôi, giết như chơi. Lăng Phong lạnh giọng nói. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên tinh quang, bọn hắn bây giờ cũng là chiến tôn cảnh, theo lý không nên sợ tứ giai hồn thú mới đúng. Sau đó nhìn về phía Lăng Phong nói, Lăng Phong, ngươi có thể chặn được 3 con không? Lăng Phong không hiểu nhìn Tiêu Phàm, tiểu ma nữ và bàn tử cũng thập phần không hiểu. Lăng Phong chặn 3 con, hai người tiểu ma nữ và bàn tử các ngươi mỗi người cũng chặn 2 con, ta và tiểu kim mau chóng giết một con rồi đến giúp các ngươi, ở đây không thể kéo dài thời gian chiến đấu, phải tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm giải thích, đây là lần đầu tiên hắn nghĩ ra kế hoạch chiến đấu. Tốc độ và công kích của Lăng Phong đều rất mạnh, ngăn 3 con độc lang cũng không thành vấn đề. Tiểu ma nữ có chiến hồn ngân hoàng đằng có thể khống chế, ngăn lại 2 con cũng không phải việc khó. Về phần bàn tử, thì triển ra kim cương đại lực thần như ngạnh kháng 2 con độc lang cũng rất nhẹ nhàng. Mà Tiêu Phàm kết hợp với tiểu kim cũng có thể dễ dàng giết chết một con. 3 con kia đều là của ta. Lăng Phong bình tĩnh nói một câu xong phi người nhảy xuống. Ngao, vào lúc Lăng Phong nhảy xuống đất, 8 con độc lang lập tức chu lên. Tiểu ma nữ và bàn tử lập tức nhảy xuống thi triển chiến hồn nhào đến 2 con độc lang. Tiểu kim, chúng ta lên. Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên nhìn chằm chằm con độc lang cuối cùng. Bá đạo thiên quyền thi triển ra, quyền phong vù vù, quyền thế ngập trời, hư không phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Con độc lang kia rất cảnh giác, nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn rồi tránh ra. Âm thanh va chạm trầm thấp vang lên, một quyền Tiêu Phàm uổng công vô ích. Một cây đại thụ bị hắn đấm ra một quyền thủng một lỗ lớn, mảnh gỗ bay tán loạn. Tốc độ thật nhanh. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, sau đó chân đạp mê tung bộ, thân hình tại hóa thành một đạo tàn ảnh. Mê tung bộ mặc dù chỉ là thân pháp nhị phẩm nhưng đã được Tiêu Phàm tu luyện đến cực hạn, tốc độ không hề chậm hơn so với tam cấp chiến kỹ. Con người u lãnh của độc lang nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nó chu lên không thôi, nó há miệng phun ra nọc độc như là lợi kiếm đánh về hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đã đột phá chiến tôn cảnh, tốc độ so với lúc trước đã tăng thêm gấp mấy lần, hắn nhích người liền tránh được đám nọc độc kia. Nọc độc rơi vào một thân cây trực tiếp xuyên thủng thân cây, sau một khắc, thụ mộc kia liền nhanh chóng khô héo. Tiêu Phàm sầm mặt lại, nọc độc độc lang quả thật rất đáng sợ, nếu như bị dính phải đoán chừng trong nháy mắt độc phát thân vong, độc này so với độc lần trước Ôn Nhã chúng phải lợi hại hơn gấp mấy lần. Vô tận chi kiếm. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, cả người từ trong đám bụi gai nhảy ra, một đạo hắc sắc lợi kiếm gào thét chém ra, chênh lệch giữa chiến sư cảnh và chiến tôn cảnh chính là hồn lực có thể thực chất hóa. Siêu siêu, độc lang né tránh thật nhanh, bất quá tốc độ vô tận chi kiếm lại nhanh hơn, một kiếm trực tiếp xuyên thủng chân sau độc lang nhe răng trợn mắt kêu gào. Lão Tam, nhanh lên, ta chống đỡ không nổi nữa. Lăng Phong kêu to. Một mình hắn đối phó với 3 con độc lang phải chịu áp lực vô cùng lớn. Thời gian đến rồi. Tiêu Phàm lộ vẻ dữ tợn, hồn lực ngưng tụ thành một cái quyền cương vô cùng to lớn. Bá đạo thiên quyền. Một quyền hung hăng đánh xuống, nếu như thân thể độc lang không chịu tổn thương thì nó còn có thể tránh thoát một kích của Tiêu Phàm, nhưng hiện tại nó đã không còn là đối thủ của Tiêu Phàm nữa. Ngao, độc lang hét giận dữ. Biết rõ tránh không thoát nên cắn ngược lại hướng Tiêu Phàm, mấy ngụm nọc độc nhanh chóng bắn ra. Phá! Tiêu Phàm không chút kiêng dè, trưởng cương ngưng tụ thành khí diễm, đem mấy ngụm độc kia bốc hơi hết, đồng thời,
quyền thế đánh thẳng lên trên đầu của Độc Lang. Ngay cả tiếng kêu cũng không kêu lên được, óc và máu tươi chảy ra, tràng diện huyết tinh thập phần. Tiểu Kim, Tiêu Phàm từ bên trong đám máu thịt bầy nhầy lấy ra một viên hồn tinh màu đen ném cho Tiểu Kim. Giống, Tiểu Kim ngao một tiếng trực tiếp nuốt hồn tinh vào. Lão đại, đưa sang ta một con. Tiêu Phàm không mảy may dừng lại, hắn hướng về phương hướng Lăng Phong đánh tới, giết một con tứ giai hồn thú Độc Lang đã làm chiến ý hắn tăng lên, kim sắc khí diễm toàn thân phừng phực. Rốt cục có thể chiến một trận thống khoái, hai con Độc Lang còn lại là của ta. Lăng Phong cũng thập phần hưng phấn, đối chiến ba đầu Độc Lang thì hắn còn có một chút áp lực, nhưng nếu chỉ là hai con thì hắn cũng không để trong lòng. Tốt nhất cẩn thận một chút, thực lực ba con Độc Lang này tương đối mạnh. Tiêu Phàm nhắc nhở, con Độc Lang mà hắn giết chỉ chừng chiến tôn trung kỳ, mà hiện tại ba con này lại là chiến tôn hậu kỳ. Đừng tưởng chỉ chênh lệch một cảnh giới nhỏ, có đôi khi đó lại chính là điểm chí mạng, dù sao thân thể và hồn lực của hồn thú cũng không phải nhân loại có thể so sánh. Liệt ngục yêu phượng, Lăng Phong gật đầu gầm lên một tiếng, cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng thoáng hiện, áp lực minh mông tỏa ra bốn phương tám hướng, hắc sắc hỏa diễm hòa cùng màn đêm. Tiêu Phàm nhìn một chút, toàn thân tập trung vào con Độc Lang trước mặt, thực lực Lăng Phong bên trong bốn người bọn họ hẳn là mạnh nhất, nếu như hắn đều đối phó không được thì ba người bọn hắn cũng không có khả năng là đối thủ. Việc cấp bách là chém giết con Độc Lang này, cứ chết một con thì phần thắng bên mình lại tăng thêm một phần. Tiêu Phàm xuất ra một cước, đùi phải như một sợi dây xích hung hắn đá lên eo của Độc Lang, Độc Lang bị đá bay lên đập ầm ầm trên tàng cây. Trong miệng phát ra tiếng gào thét thống khổ. Do tu luyện cả trăm bộ chiến kỹ nên thân thể Tiêu Phàm cực kỳ linh động, mức độ dẻo dai dường như đạt đến cực hạn. Độc Lang bị đá bay, Tiêu Phàm tự nhiên không bỏ qua cơ hội này, hồn lực của hắn hóa thành một đạo kiếm đâm thẳng đến ngực Độc Lang. Không phá được, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, hồn lực chi kiếm cũng chỉ gây ra một vết thương rất nhỏ, hắn lại có thêm kiến thức về mức độ phòng ngự của Độc Lang. Lại đến. Tiêu Phàm cũng không nản chí, chiến ý hắn lại tăng lên, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngao! Độc Lang chu lên thét dài, một đôi mắt màu trắng làm người ta phát lạnh, tiếng truyền khắp bốn phía sơn lâm. Không tốt, nó đang kêu gọi đồng loại. Tiêu Phàm biến sắc, trong lòng ba người Lăng Phong như dây cung kéo căng, ngay cả Tiểu Kim đang luyện hóa hồn tinh cũng nhảy dựng lên cảnh giác nhìn bốn phía. Tốc chiến tốc thắng, yêu phượng hỏa liên. Lăng Phong kêu to, hắc sắc hỏa diễm trên người cuồn cuộn hóa thành một đầu hắc sắc yêu phượng to lớn, yêu phượng phun ra ra một đám hỏa cầu nổ tung trong hư không hóa thành từng đóa hỏa diễm hoa sen, như ngàn vạn thiên thạch rơi xuống. Hai đầu Độc Lang phát ra âm thanh thê lương, hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt thân thể bọn chúng, mùi thị khét bắt đầu tỏa ra. Kim cương thần quyền. Bàn tử tướng giận la lên, kim cương đại lực thần ngưu trên đỉnh đầu ngửa mặt lên trời gầm hét. Một đạo kim sắc quyền cương nổ tung ra, trong hư không rung động không thôi. Một con Độc Lang bị một quyền đánh bay lên không trung sau đó nổ tung thành một đoàn huyết vụ, một quyền này vô cùng hiệu quả. Bàn tử cẩn thận. Bàn tử kêu lên sợ hãi, chỉ thấy Độc Lang nhe răng trợn mắt nhào về phía hắn, một đám nọc độc như mũi tên bắn ra. Bàn tử đánh ra một kích dường như đã hao hết một nửa hồn lực của hắn. Một quyền này mặc dù khủng bố nhưng không thể sử dụng thường xuyên, nếu không hắn cũng không đợi đến hiện tại mới xuất thủ. Bước chân hắn lúc này có chút phù phiếm, làm sao có thể trốn được. Vô tận chi kiếm, nói thì chậm nhưng diễn ra lại rất nhanh, Tiêu Phàm chân đạp mê tung bộ nhảy lên giống như là con khỉ chém nứt bụi cây bên cạnh, bụi cây bị hồn lực đánh vào liền xông thẳng đến chỗ Độc Lang, ngăn trở những độc dịch kia lại. Ngao Độc Lang thấy bụi cây phóng tới liền ngửa mặt lên trời gầm lên, ánh mắt nó đầy vẻ không cam lòng. Cảm ơn Lão Tam. Mồ hôi bàn tử lớn chừng hạt đậu lăn xuống, có loại cảm giác vừa bước một chân vào quỷ môn quan, phòng ngự của hắn mặc dù cường đại nhưng chỉ là đối công kích vật lý, còn đối với mấy loại độc dịch này thì hắn hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Còn chưa đến lúc cảm ơn đâu. Tiêu Phàm nói một câu, khí thế cả người bộc phát, kim sắc khí diễm cháy bừng lên. U linh chiến hồn xuất hiện chót vào trong cơ thể Tiêu Phàm từng đợt hôn lực. Bá đạo thiên quyền. Theo Tiêu Phàm giống lên một tiếng, một cỗ quyền thế gào thét đánh ra, những nơi nó đi qua, khí lãng quay cuồng, bụi gai và bụi cây đều bị tung bay.
Ầm, Độc Lang trợn hai mắt lên, hoàn toàn không có sức phản kháng liền bị một quyền đánh chết. Ngay tại lúc này, Lăng Phong cũng giải quyết xong hai con Độc Lang kia, thần sắc cũng có chút tái nhợt, hai con Độc Lang chiến tôn cảnh hậu kỳ cũng không phải ăn chay. Ngao ngao. Vào lúc đám người đang giao đấu cùng Độc Lang, Yến Thành, Phúc Bá như thường lệ trở lại Thần Phong học viện nhưng không thấy bóng dáng bọn Tiêu Phàm, chỉ nhìn thấy tờ giấy mà bọn hắn lưu lại. Đám tiểu tử này, không biết có rất nhiều người muốn các ngươi chết ư. Phúc Bá nổi giận mắng sau đó nhìn lên bầu trời đêm, thầm nói, đúng lúc ta cũng muốn vào hồn thú sơn mạch tìm một chút vật liệu, thuận tiện đi nhìn một chút. Dứt lời, Phúc Bá quay người biến mất trong bóng đêm. Vào lúc đó, tứ đại gia tộc Tôn gia, Tôn Đình đang tu luyện chiến kỹ trong đình viện thì phía cửa ra vào xuất hiện một hắc sắc thân ảnh. Cha, mấy người Thần Phong học viện đã rời khỏi Yến Thành. Người đến dung mạo giống Tôn Tử đến mấy phần nhưng lại lộ ra một cỗ hung tính, hắn chính là một đứa con khác của Tôn Đình. Mặc dù Tôn Tuyệt là một trong tam đại ác thiếu nhưng cùng Hoàng Thiên Bá và Trương Hy khác nhau, Tôn Tuyệt xếp thứ 18 trên viện bảng. Đây cũng là nguyên nhân Tôn Đình phóng túng Tôn Tuyệt như thế, hơn nữa, trên người Tôn Tuyệt còn có một cái bí mật chỉ có hắn mới biết. Tôn Đình thu quyền. Thần sắc trong nháy mắt biến lạnh, hắn lạnh giọng nói, lúc này lại còn dám rời đi. Ta đi giết bọn hắn báo thù cho đại ca. Thanh âm Tôn Tuyệt không có chút ba động tình cảm gì, giọng nói vô cùng bá đạo, trong mắt hắn, bọn người Tiêu Phàm đã là người chết. Không, ta muốn tự mình đi, ta sẽ mang hai người đi theo, người ngày mai lại mang mấy người đến. Tôn Đình vừa nói vừa đi ra cửa. Hắn hiện tại rất muốn giết chết Tiêu Phàm báo thù cho con trai hắn, hắn liên tục chạy suốt đêm để tiến vào bên trong hồn thú sơn mạch. Sự việc này đám người Tiêu Phàm tự nhiên không biết, vào lúc Tiêu Phàm giết con Độc Lang thứ tư thì bốn phía đột nhiên truyền đến một trận sói tru. Nhiều như vậy, mấy người vừa mới chuẩn bị bỏ chạy lại nhìn thấy trong rừng rậm hắc ám xuất hiện từng đôi mắt băng lãnh, có ít nhất khoảng 40 con. Đám lang quần này, yếu nhất cũng là tứ giai hồn thú. Hơn nữa mỗi một con đều am hiểu dùng độc, tốc độ cực nhanh, tương đương với 30-40 chiến tôn của nhân loại, bốn người bọn họ cho dù có thêm tiểu kim vào thì là sao có thể là đối thủ. Tiểu ma nữ Đình chỉ công kích đi đến bên cạnh Tiêu Phàm, hồn lực cả đám tản ra, một con Độc Lang to lớn từ bên trong đám lang quần đi ra, thân nó dài 4 mét cao 2 mét, thân thể so với bốn con mà đám lâm dịch vừa giết thì to hơn rất nhiều. Đây chắc chắn là con đầu đàn. Khí tức trên người nó cũng cực kỳ cuồng bạo, xem ra chỉ còn cách ngũ giai một bước. Nếu như không phải do thiên phú của nó bị hạn chế thì con Độc Lang này chắc chắn đã trở thành hồn thú ngũ giai rồi. Bốn con Độc Lang lúc trước bị đám người Tiêu Phàm tổn thương đã đi đến bên cạnh con đầu đàn gầm gừ gì đó, thỉnh thoảng phẫn nộ nhìn qua đám Tiêu Phàm. Con Độc Lang thủ lĩnh gầm nhẹ, đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra quang mang huyết tinh làm cho bọn người Tiêu Phàm dùng mình một cái. Làm sao bây giờ, đám thịt mỡ trên người Bàn Tử run lên, hắn quả thật có chút sợ hãi, ngay vào ngày đầu tiên bước vào hồn thú sơn mạch liền đã gặp phải nguy cơ chưa từng có rồi. Hơn 40 con Độc Lang chiến tôn cảnh, cho dù là cường giả chiến tông cũng phải im lặng rút lui, mà trong nhóm người mạnh nhất chỉ là chiến tôn trung kỳ, thử hỏi làm sao bọn họ không sợ. Xem ra lần này phải liều mạng thật rồi. Con người Lăng Phong băng lãnh, mồ hôi từ trên trán chảy xuống. Phía sau lưng hắn đã sớm ướt đẫm một mảng, nếu bây giờ chạy trốn thì chỉ càng làm cho đám Độc Lang này thêm điên cuồng mà thôi. Tim của tiểu ma nữ cũng đập thình thịch, nàng cũng chưa từng gặp qua tình cảnh như hiện giờ. Tiêu Phàm cố gắng giữ tỉnh táo quan sát bốn phía, lấy thực lực bọn hắn nếu như liều mạng với đám Độc Lang này cơ hồ chỉ có con đường chết, biện pháp duy nhất là trốn, khắp nơi đều là đại thụ rậm rạp, nếu như trốn lên thì bọn chúng vẫn có thể phóng độc theo. Ngao thủ lĩnh Độc Lang gầm lên một tiếng, ngay lúc đó liền có 3-4 con Độc Lang bên cạnh nó lao đến phun ra từng đợt nọc độc. Giết, Lăng Phong gầm thét ra tay đầu tiên. Lão đại, mở một đường máu chạy ra. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, bọn họ không có thực lực để liều mạng cùng 3-40 con Độc Lang. Ưu thế duy nhất chính là lợi dụng địa hình của rừng rậm, lợi dụng bụi gai và đại thụ để làm giảm tốc độ của bọn chúng lại mới có cơ hội đào thoát. Chí ít cũng có thể làm giảm bớt áp lực. Địa liệt trảm, Lăng Phong nhảy lên không trung, từ trên không chém xuống một kiếm, hắc sắc kiếm khi xé gió lao xuống làm mặt đất chấn động rầm rầm, đám Độc Lang vây quanh kêu ẳng ẳng liên tục,
Nhanh chạy mau. Lăng Phong tiếp đất, xoay người phóng đi. Tiêu Phàm, tiểu ma nữ, bàn tử và tiểu kim không chút do dự chạy theo, nếu hiện tại không trốn thì một khi bị vây quanh chỉ có một con đường chết. Mấy con vây quanh bọn hắn lúc trước đều bị Lăng Phong đánh bay, khi chúng lấy lại tinh thần thì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của đám người Tiêu Phàm. Ngao, thủ lĩnh độc lang phẫn nộ gào thét liên tục, bọn chúng có đến 30-40 con độc lang, hơn nữa còn có không ít độc lang tứ giai hậu kỳ, nhưng lại để cho đám người Tiêu Phàm chạy thoát, nó làm sao không tức giận được. Cách này cũng không thể kéo dài, mọi người mau nghĩ biện pháp. Lăng Phong lo lắng nói. Sau khi giết hai con độc lang thì hồn lực của hắn cũng đã tiêu hao rất lớn, hiện tại phía sau còn một đàn độc lang đang truy sát bọn hắn, hơn nữa tốc độ của bọn chúng lại vô cùng nhanh. Leo lên cây đi, độc lang cũng khó mà leo cây được, hiện tại ban đêm rất có lợi cho bọn chúng, chờ đến ban ngày chúng ta liền có cơ hội. Tiêu Phàm quay đầu nhìn đàn độc lang đang tiến lại gần, nói ra, lão đại, ngươi và bàn tử một tổ, công kích và phòng ngự của các ngươi có thể hỗ trợ cho nhau. Ta có thể chung tổ với Thi Vũ không? Lăng Phong một mặt mong chờ nhìn tiểu ma nữ. Lão đại, chiến hồn, liệt ngục yêu phượng của ngươi có thể miễn cưỡng bay lên không? Tiêu Phàm lắc đầu trắng mắt liếc Lăng Phong, lúc này mà còn nghĩ đến sự tình khác. Lăng Phong gật gật đầu, Tiêu Phàm lại nói, nếu như độc lang đuổi đến thời khắc mấu chốt thì các ngươi cũng có thể trốn, ta cũng không thể vứt bỏ tiểu kim, chỉ có chiến hồn ngân hoàng đằng của tiểu ma nữ mới có thể mang theo nó kéo lên trên cây. Cứ quyết định như thế. Lăng Phong cũng cảm thấy Tiêu Phàm nói có đạo lý liền quay đầu nhìn bàn tử đang đứng bên cạnh, bàn tử đột nhiên cười tà khàn khặc. Tiểu ma nữ, mang tiểu kim lên cây, không cần phải để ý đến ta. Tiêu Phàm lắc mình một cái liền nhảy lên cây, ngân hoàng đằng của tiểu ma nữ vung ra cuốn lấy tiểu kim kéo lên. Lão đại, ngươi cần phải bảo hộ ta à? Bàn tử cười hì hì nói. Hừ, ta sẽ quăng ngươi xuống nuôi sói. Lăng Phong tức giận liếc mắt nhìn bàn tử, hắn nhảy một cái liền lên đến cây đại thụ. Đừng nhìn bàn tử béo như thế nhưng tốc độ leo cây của hắn cũng không kém hơn Lăng Phong là bao. Ngao nhìn thấy bọn Tiêu Phàm leo lên cây, đàn sói triệt để điên cuồng lên, mấy con cũng không chút do dự nhảy lên thụ mộc, thân thể dài đến mấy mét nên việc leo trèo đối với bọn chúng cũng không tín là khó, chỉ là mực độ linh hoạt bị giảm đi mà thôi. Tạm thời tránh thoát một kiếp. Tiểu ma nữ đứng ở đỉnh cây nhìn đám độc lang ở phía dưới, thở dài một hơi. Cẩn thận một chút, trời vẫn chưa sáng đâu. Tiêu Phàm vẫn không buông lỏng cảnh giác, nguy cơ tạm thời qua nhưng trong hồn thú sơn mạch này thì việc gì cũng có thể phát sinh. Màn đêm vẫn chưa qua. Thời gian đối với đám người Tiêu Phàm như một loại tra tấn, độc lang leo cây mặc dù không tốt nhưng bọn hắn vẫn không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Thủ lĩnh độc lang âm u nhìn đám người ở trên cây kia, nó cũng có chút nóng nảy nên cũng không ngừng gào thét. Đồ lưu manh, nơi này cao như vậy, người nói nếu mình đánh bọn chúng rớt xuống dưới thì chúng có chết không? Tiểu ma nữ đột nhiên nghĩ ra một ý kiến. Tiêu Phàm cau mày một cái, tay phải xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ, người nắm giữ ngân hoàng đằng, nơi này đối với ngươi như cá gặp nước, có thể công kích từ xa lại không lo ngã xuống dưới. Lão Tam. Ngươi lại nghĩ ra chủ ý xấu gì, Thi Vũ đừng nghe Lão Tam nói. Lăng Phong ở xa nghe thấy Tiêu Phàm và Thi Vũ nói chuyện liền quát lên. Tiêu Phàm mặt đầy hắc tuyến, đây cũng không phải là chủ ý của ta a, là Thi Vũ tự mình nghĩ đến thôi. Lão nương cho tới nay chưa từng bị ép đến mức này, ta nhất định phải giết chết bọn chúng. Tiểu ma nữ được Tiêu Phàm tán thành thì đã không thèm nhìn Lăng Phong lấy một cái, huống chi từ trước đến giờ nàng đều chẳng ưa hắn. Vừa dứt lời, tiểu ma nữ phóng ra chiến hồn, ngân hoàng đằng, vô số sợi dây leo như là vạn tên cùng bay ra với tốc độ kinh người. Ngao ngao từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó truyền đến một trận tiếng oanh kích ầm ầm. Ha ha, các ngươi dám dọa lão nương giết chết các ngươi. Tiểu ma nữ nhìn thấy một đám độc lang ăn quả đắng ngay lập tức cười không ngậm miệng được. Tiêu Phàm mặt sạm lại, tiểu ma nữ quá cường hãn. Nếu mà dùng cách nói lúc trước chính là một nữ hán tử, hiện tại hoàn toàn khác xa với thái độ ôn tồn mà hàng ngày nàng biểu hiện. U linh chiến hồn ngoại trừ có thể tăng thêm tốc độ hấp thu linh khí thì hình như không còn tác dụng khác, mà khoan, hình như nó còn có thể thôn vệ được chiến hồn khác, không biết còn có công dụng nào khác không nhỉ? Tiêu Phàm trong lòng trầm tư.
hắn vẫn cho rằng U Linh chiến hồn không đơn giản, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không nhanh như thế đột phá đến chiến tôn cảnh, chỉ là chiến hồn người khác đều có thể công kích mà U Linh chiến hồn lại không có. Nếu như nói thôn phệ là thuộc tính công kích của U Linh chiến hồn, vậy thì có thể áp dụng trực tiếp lên hồn thú không nhỉ? Tiêu Phàm nghĩ đến điều gì, hai mắt phát sáng, nơi này có nhiều độc lang như vậy, để thử một lần xem sao. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm lắc mình một cái liền bay đến trước mặt một con độc lang, dọa cho tiểu ma nữ kêu lên một tiếng, đồ lưu manh, người làm gì thế? Thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm để lại một câu nói sau đó phóng xuất ra U Linh chiến hồn từng bước đến gần độc lang, từ khí tức trên người con độc lang kia xem ra chỉ là tứ giai sơ kỳ, cũng không có quá nhiều uy hiếp đến hắn. Tinh thần hắn hơi chuyển động, U Linh chiến hồn đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh hòa vào trong bóng đêm. Độc lang thấy Tiêu Phàm đám chủ động tiến về mình lập tức phẫn nộ gào thét một tiếng, nó há mồm phun ra từng tia độc dịch thẳng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chân đạp mê tung bộ nhanh chóng tránh thoát, những tia độc dịch kia không hề có một chút uy hiếp gì đến hắn, sau vài giây thì Tiêu Phàm đã xuất hiện phía sau lưng của độc lang. Độc lang ra sức giãy giụa chạy như bay ở trên cây để quăng Tiêu Phàm xuống nhưng Tiêu Phàm lại nắm chặt lấy da lông nó không thôi. Thử một lần hẳn sẽ không chết. Tiêu Phàm híp hai mắt, U Linh chiến hồn đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh bao vây hắn và độc lang. Độc lang kinh khủng kêu thảm giống như vừa thấy một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp làm đám người tiểu ma nữ nghi hoặc không thôi. Quả thật có tác dụng, U Linh chiến hồn có thể thôn phệ hồn lực bên trong cơ thể hồn thú. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, hắn cảm nhận được vô số lực lượng từ bên trong cơ thể độc lang truyền đến. Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra rất nhiều, nói ta biết, bản chất của chiến hồn chính là một loại hồn lực đặc thù. U Linh chiến hồn có thể thôn phệ hồn lực của hồn thú thì liệu có thể thôn phệ hồn lực trên cơ thể con người hay không? Tiêu Phàm vô cùng kích động nghĩ đến, lúc này con độc lang kia lại lập tức phi người nhảy xuống dưới đất, sắc mặt Tiêu Phàm đại biến, một cước giẫm lên trên đầu độc lang bay ngược lên, hắn còn chưa muốn làm thức ăn cho đàn độc lang này à. Chỉ là thân cây cách hắn một khoảng không nhỏ, một bước này căn bản là nhảy không tới. Hồng hộc, đúng lúc này. Một chùm ánh sáng màu trắng bay vụt tới cuốn lấy eo Tiêu Phàm kéo lên. Đồ lưu manh, người muốn chết hả? Khi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thì lời đầu tiên hắn nghe được chính là từ tiểu ma nữ. Có phải thích ta rồi không, thấy ta muốn chết liền đau lòng sao? Tiêu Phàm cười hề hề. Nhưng mà tâm trạng của tiểu ma nữ đang không tốt, nàng tức giận nói, lần sau nếu muốn nuôi sói thì nói với ta một tiếng, ta rất muốn làm người tốt đấy. Tiêu Phàm vội rụt cổ lại, hắn biết tiểu ma nữ cái gì cũng dám làm, nói không chừng nàng thật sự mang mình đi nuôi sói. À, đám sói kia ngã chết, phía sau đột nhiên truyền tới âm thanh của bàn tử. Tiêu Phàm và tiểu ma nữ nghi ngờ nhìn qua, làm bọn họ bất ngờ là quả thật lại có một con ngã chết, tiểu ma nữ kinh ngạc nói, đồ lưu manh, đây không phải là con ngươi vừa đối phó sao? Thật vậy sao? Tiêu Phàm cũng ngạc nhiên vô cùng. Hình như khi nãy hắn dùng hết sức lực giẫm một cước vào đầu của độc lang kia, không nghĩ đến vậy mà có thể đạp chết được nó. Tiêu Phàm cổ quái thầm hỏi bản thân. Tiểu ma nữ, đã đến lúc chúng ta phản kích, người yểm trợ giúp ta. Tiêu Phàm khóe miệng khẽ cong lộ ra một nụ cười tà ác. Bên dưới có đến 3-40 đầu tứ giai hồn thú, nếu như giết hết thì quả thật là một khoản tài phú khổng lồ nha. Vô luận hồn tinh hay là da lông và xương cốt đều là vật liệu cực phẩm để luyện dược và rèn đúc. Được, ta đã sớm muốn diệt hết bọn chúng. Tiểu ma nữ không chút do dự gật đầu nói, không đợi Tiêu Phàm phản ứng tới thì một sợi dây leo màu trắng đã đem hắn đến trước mặt một con độc lang. Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng, hắn rất nhanh xuất ra U Linh chiến hồn hấp thu hồn lực trong cơ thể con độc lang kia. Khi độc lang muốn chạy trốn thì Tiêu Phàm lại dùng bá đạo thiên quyền đánh thẳng lên trên đầu, nó cũng chẳng kịp kêu tiếng nào liền bị đánh chết. Sau một khắc, Tiêu Phàm lại bị tiểu ma nữ đưa đến trước mặt một con độc lang khác, lặp đi lặp lại như thế nửa nén hương, độc lang chết ở trong tay Tiêu Phàm đã lên đến 6 con. Bên phía lang quần cũng bắt đầu phản kích, thủ lĩnh độc lang thấy tộc nhân của nó bị đánh chết liền ngửa mặt lên trời hú dài. Nó đã là triệt để phẫn nộ nhưng cũng vẫn chẳng thể làm gì được bọn Tiêu Phàm. Mấy con độc lang khác thấy thế cũng không dám tiếp tục leo cây, thực lực của bọn chúng ở trên cây bị giảm mạnh, căn bản không thể công kích được đám tu sĩ nhân loại kia. 18 con,
Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, kiên trì mấy canh giờ thì cả đàn độc lang đã bị hắn giết gần một nửa. Giờ phút này, chân trời đã lóe lên một tia sáng đầu tiên, ban ngày cuối cùng cũng đã đến. Oanh, ngay tại lúc đó, một tiếng gầm thét ngập trời từ trên cây truyền đến mang theo một cỗ uy áp thú vương, Tiêu Phàm thấy thế liền vui vẻ, xem ra tiểu kim sắp đột phá rồi. Từng tia sáng mặt trời bắt đầu soi rọi xuống đại địa, ánh sáng như một đợt sóng tràn xuống khắp cả khu rừng là lộ ra vẻ xinh đẹp hùng vĩ. Đám người Tiêu Phàm cũng được thở dài một hơi, một đêm bận rộn, một đêm lo lắng, rốt cục một ngày mới cũng đã bắt đầu. Đàn độc lang ngửa mặt lên trời gào thét, bọn chúng cực kỳ không cam lòng nhìn đám Tiêu Phàm lần cuối rồi rời đi. Độc lang là hồn thú thuộc về thế giới bóng đêm, hiện tại đã không còn là thiên hạ của bọn chúng nữa. Giống tiểu kim ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân tản mát ra khí tức cường đại, lông vàng giống như tơ lụa tỏa ra một tầng ánh sáng màu vàng giống như thú vương chi uy. Khí tức của nó cuối cùng ổn định lại ở cảnh giới tứ giai sơ kỳ, tương đương với cường giả chiến tôn cảnh của nhân loại, lông tóc bao trùm lấy toàn thân chiếu lấp lánh. Sau khi đám người hấp thu thiên địa linh khí vào buổi sáng thì hồn lực cũng đã phục hồi lại đầy đủ, Tiêu Phàm dọn dẹp thi thể độc lang trên mặt đất, đem mười mấy viên hồn tinh tứ giai cất vào hồn giới. Đồ lưu manh, mấy con độc lang xấu như vậy, da lông của bọn chúng hôi thối như thế thì có thể dùng làm gì? Tiểu ma nữ thấy Tiêu Phàm tại cẩn thận thu thập da lông của độc lang thì kinh ngạc hỏi. Vô dụng, Tiêu Phàm bĩu môi. Tiểu ma nữ, ngươi sai rồi, da của độc lang có thể ngăn trở được công kích của tứ giai hồn thú đó nha. Bàn tử đi tới nhìn về phía Tiêu Phàm nói, lão tam, ta dự định làm một bộ giáp da độc lang. Tiêu Phàm tức giận trừng mắt nhìn bàn tử, tên mập này luôn thích chiếm tiện nghi của người khác, nhưng tận 20 bộ thi thể, làm một bộ giáp da chắc cũng không hao tốn bao nhiêu a. Hơn nữa Tiêu Phàm cũng đã xem bàn tử là người của mình nên cũng chẳng hề quan tâm đến mấy tấm da này. Lão Tam, không chỉ da lông độc lang có giá trị mà còn có răng độc, đó là vật liệu tốt nhất để luyện chế hồn binh đấy, Thi Vũ, Nhị Mập, Lão Tam, các ngươi đều thiếu một kiện hồn binh. Hay là đem về nhờ người làm một kiện. Lăng Phong thả người nhảy đến bên cạnh Tiêu Phàm. Muốn luyện chế hồn binh thì tìm ta là được. Bàn tử cười cười nói. Nghe được bàn tử nói, ba người Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn hắn, bàn tử không có ý tứ gãi đầu một cái, nhếch miệng cười nói, đừng nhìn ta như thế, không phải chỉ là chú tạo sư sao. Ta là tam phẩm chú tạo sư được chú tạo sư công hội xác nhận. Nhưng răng độc để chế tạo hồn binh quá ít nên ta không thể làm ra được. Tất cả răng độc đều giao hết cho ngươi. Tiêu Phàm trực tiếp đem tất cả răng độc ném cho bàn tử, lại nói, kỳ thật các ngươi đều sai, thứ giá trị nhất trên người độc lang không phải da lông, cũng không phải hồn tinh, càng không phải răng độc, mà là cái này. Vừa dứt lời, trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một bình ngọc trong suốt, trong bình ngọc có một đám chất lỏng màu đen. Đây là nọc độc, Lăng Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Không sai. Tiêu Phàm gật đầu sau đó lại lấy ra hai bình ném cho ba người nói, mỗi người một bình, thứ này vào lúc mấu chốt rất hữu dụng. Ba người cầm bình ngọc trong tay, một đạo hào quang lóe lên thì bình ngọc liền biến mất, Tiêu Phàm sớm đã không còn kinh ngạc nữa, thân phận tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ và bản tử Nam Cung Tiêu Tiêu đều không đơn giản, có hồn giới là chuyện bình thường. Tiếng thú giống vừa rồi hẳn là truyền từ hướng này. Đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng nói lạnh lùng. Đúng lúc hai ngày qua chưa thấy qua máu. Một đạo khác thô kệch mà mang theo tà ác thanh âm vang lên. Thân hình mấy người Tiêu Phàm run lên, ngưng trọng nhìn về phía sau, bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, không đợi mấy người lấy lại tinh thần thì bốn đạo thân ảnh đã xuất hiện trên một gốc cây phía xa. Cả bốn người nam tử đều mặc đồng phục màu đen. Trên ngực có thêu một hình đầu lâu sói đang cười tà trông cực kỳ âm trầm khủng bố. À, vẫn còn một mỹ nữ, mấy ngày nay lão tử đã nhịn lâu quá rồi, ba người nữ tử kia lần trước đúng là làm ta vô cùng thống khoái a. Trong đó một tên nam tử khôi ngô mở miệng, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn từ trán bên trái đến hết cả khuôn mặt, thoạt nhìn hung thần ác sát. Nghe đến đó mấy người liền nhìn nhau một chút, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Xem ra bọn họ đã đoán được thân phận của bốn người này. Bảy người kia là do các ngươi giết, đúng là không bằng cả cầm thú. Tiểu ma nữ nhìn chằm chằm bốn người, sát khí trong mắt bắn ra.
Tên mặt thẹo nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nói ra, ca ca giết người rất nhiều, không biết người muốn nói đến ai. Lão đại, hẳn là đoàn đội lần trước có 3 nữ tu sĩ a. Một tên nam tử gầy gò khác mở miệng, cái mũi cong lại như mũi ưng, cười tủm tỉm nhìn tiểu ma nữ, trong mắt lóe lên một tia dâm tà. A, hình như ta có nhớ, đáng tiếc bọn chúng không chịu được huynh đệ chúng ta tra tấn, đều bị chết dưới thân huynh đệ của chúng ta. Tên mặt thẹo lộ vẻ tiếc nuối. Cầm thú, tiểu ma nữ gầm thét, Tiêu Phàm một bên kéo nàng lại, hắn rất sợ tiểu ma nữ xông lên một mình. Hắn biết rõ trong mấy người này có một người am hiểu dùng trường kiếm, một người nắm giữ chiến hồn hệ thực vật, còn một người nắm giữ chiến hồn hồn thú, nhưng bọn hắn lại không đoán ra được tổng cộng lại có 4 người. Cầm thú, chờ đến lúc ngươi rên rỉ dưới thân của chúng ta thì ngươi liền biết ngươi cũng chính là cầm thú. Nam tử mũi ưng dùng lưỡi quét qua môi một cái, hận không thể lập tức đem tiểu ma nữ đặt ở dưới thân hảo hảo tra tấn một phen. Ta muốn giết ngươi, tiểu ma nữ gầm thét, sát khí của nàng đã hoàn toàn bộc phát. Lão đại, lão nhị, lão tam, lần trước là 3 các ngươi tới trước, lần này đến phiên ta, để tiểu đệ nếm một chút mùi vị của con chim non này. Một nam tử mặt mọc đầy râu nói, ánh mắt của hắn chưa bao giờ rời khỏi tiểu ma nữ. Nước miếng cũng đã chảy hết ra. Ai, đáng tiếc, sớm biết lần trước đã để ngươi lên trước. Tên mặt thẹo lắc đầu thở dài, bất quá ta muốn là người thứ hai. Các ngươi đúng thật là không bằng cả cầm thú a. Ánh mắt Tiêu Phàm cũng đã hoàn toàn băng lãnh, đám người kia hoàn toàn xem nhẹ tồn tại của bọn hắn, thậm chí ngay cả thi thể độc lang trên mặt đất cũng không thèm nhìn một chút. Tiểu tử, xem như số ngươi không tốt. Có thể được chết dưới tay của độc nha tiểu đội chúng ta thì ngươi cũng có thể ngậm cười dưới hoàng tuyền rồi. Ánh mắt của nam tử mũi ưng trở nên vô cùng âm lãnh. Độc nha tiểu đội, chưa từng nghe qua, giết rồi nói. Lăng Phong quát lạnh một tiếng đi lên, hắn thấy mấy người kia nhục mạ tiểu ma nữ thì cũng đã nổi giận đùng đùng. Chiến tôn cảnh trung kỳ liền muốn giết lão tử, chiến tôn hậu kỳ chết ở trong tay lão tử đều không đếm xuể a. Nam tử mũi ưng lạnh lùng nhìn. Vừa dứt lời, một đạo quang mang như giải lụa đánh thẳng đến người Lăng Phong, một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác, cực kỳ tấn mãnh. Lão đại cẩn thận, hắn là tên sử dụng kiếm. Tiêu Phàm kêu to, hắn tuyệt đối tin vào thực lực của Lăng Phong nhưng thực lực của tên nam tử mũi ưng kia lại à chiến tôn hậu kỳ a. Các huynh đệ, vị tiểu muội này cứ giao cho ta. Tên dâu quai nón cười ha ha một cái. Đột nhiên từ trong cơ thể hắn xuất hiện vô số chùm màu đen lao thẳng tới tiểu ma nữ. Ngũ phẩm chiến hồn, hắc xà đằng. Nhìn thấy chùm sáng màu đen kia, thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, quả nhiên như suy đoán của hắn, trong mấy người này có một tên nắm giữ chiến hồn hệ thực vật. Thi Vũ, cẩn thận, người này là chiến tôn cảnh hậu kỳ. Phía xa, Lăng Phong đang cùng nam tử mũi ưng chiến đấu kịp thời nhắc nhở. Bọn hắn chỉ có 4 người, đồng dạng. Độc nha tiểu đội cũng có 4 người, hơn nữa cảnh giới tất cả bọn hắn đều ở phía trên, không có khả năng lấy một chọi hai, chỉ có thể mỗi người chọn một tên đối thủ. Ta muốn giết hắn. Tiểu ma nữ lên cơn giận dữ, sát khí đằng đằng, bát phẩm chiến hồn, ngân hoàng đằng gào thét xuất ra, vô số bạch sắc quang mang xé gió ngăn cản toàn bộ đòn công kích kia. Bát phẩm chiến hồn, ngân hoàng đằng, sâu quai nón thấy thế lông mày vặn thành một cục. Động tác rõ ràng chậm lại nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn nhe răng trợn mắt nói, nắm giữ bát phẩm chiến hồn, xem ra thân phận ngươi bất phàm, vậy thì càng không thể tha cho ngươi. Phóng nhãn toàn bộ Đại Yên Vương Triều cũng chẳng hề nghe nói qua có ai có được bát phẩm chiến hồn, phàm là người nắm giữ chiến hồn thất phẩm trở lên đều đại đa số là đệ tử của đại gia tộc, cho dù không phải cũng sẽ bị đại gia tộc lôi kéo. 4 người tiểu ma nữ đã biết thân phận của bọn hắn. Nếu như bỏ mặc tiểu ma nữ rời đi thì sau này người chết chính là bọn họ, toàn bộ Đại Yên Vương Triều, thậm chí chung tất cả vương triều xung quanh cũng không có đất cho bọn hắn dung thân. Ai không tha ai còn chưa biết đây, Ngân Nguyệt Trảm. Tiểu ma nữ mỗi câu đều tràn ngập sát khí, bạch sắc sợi đằng ngập trời giống như từng mũi tên nhọn bắn ra. Tiểu Kim, người thay tiểu ma nữ trợ trận. Tiêu Phàm cúi xuống thì thầm bên tai tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng xem như đáp ứng. Có ý tứ, chiến tôn trung kỳ lại có thể ngăn trở công kích của lão tam, hắn hẳn là người mạnh nhất bên trong các ngươi a.
Nam tử áo đen một mực trầm mặc không nói mở miệng, dáng dấp hắn xấu xí, ánh mắt hung ác nham hiểm vô cùng. Nhìn bộ dạng ngươi giống như con khỉ vậy, cút đi, tiểu gia một quyền liền có thể giết chết ngươi. Bàn tử chỉ tên nam nhân giống như khỉ nói. Ngươi nếu muốn chết thì ta liền thành toàn cho ngươi. Nam tử tai khỉ nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười thập phần quỷ dị, sau một khắc, thân thể nhảy lên thật cao giống như con khỉ đánh tới. Quả thật là một con khỉ a. Bàn tử châm chọc nói, nhưng trong lòng hắn thì ngưng trọng vô cùng, chiến hồn người này hẳn là một loại hồn thú, móng vuốt của loài khỉ cũng vô cùng sắc bén. Xem ra vận khí ngươi rất không tốt, chỉ còn lại ta. Tên mặt thẹo lộ hàm răng trắng như tuyết cười lạnh. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn chỉ móc móc ngón trỏ nghiền ngẫm nhìn tên mặt thẹo, từ khi đột phá đến chiến tôn cảnh thì hắn còn chưa có niềm vui chiến một trận, hiện tại cho dù đối phương là chiến tôn cảnh hậu kỳ thì hắn cũng không sợ. Chiến sư cảnh đã chém giết chiến tôn cảnh trung kỳ, huống chi hiện tại đã đột phá chiến tôn cảnh. Tiểu tử, người sẽ chết rất khó coi. Thấy Tiêu Phàm dám khiêu khích hắn, tên mặt thẹo liền trở nên phẫn nộ, hắn há miệng gầm thét một tiếng. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo hắc sắc hư ảnh. Hư ảnh kia hình như là chó có ba cái đầu, nó ngửa mặt lên trời gào thét giống như đã nhìn thấy một món ăn ngon. Chiến hồn ngũ phẩm, tam đầu khuyển, thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, nhớ tới bảy bộ thi thể ngày đó thì hắn rốt cục minh bạch vì sao bản thân tính sót một người, tam đầu khuyển công kích cực kỳ hung lệ, cũng không kém tên khỉ kia là bao. Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn tên mặt thẹo đánh tới, hồn lực trong cơ thể bắt đầu dâng lên. Kim sắc khí diễm đã tụ lại trên nắm đấm. Bá vương quyền, tên mặt thẹo nổi giận gầm lên một tiếng giống như một đầu mãnh hổ đấm ra một quyền cương bá đạo lao thẳng tới Tiêu Phàm. Bá vương quyền, ngươi cùng địch Hàn quan hệ như thế nào? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn tên mặt thẹo, bá vương quyền là chiến kỹ giúp địch Hàn thành danh, tên mặt thẹo này làm sao cũng biết. Ngươi lại còn nhận biết đệ ta, cho dù thế thì hôm nay ngươi cũng phải chết. Tên mặt thẹo hơi ngoài ý muốn nhưng lập tức lại cười lạnh, quyền cương không giảm mảy may. Bá đạo thiên quyền, Tiêu Phàm băng lãnh hô một câu, ngũ phẩm chiến kỹ, bá đạo thiên quyền toàn lực đánh ra, một loại quyền thế áp bách tỏa ra khắp nơi. Đến lúc này thì Tiêu Phàm cũng chẳng hề lo lắng gì nữa, dốc toàn lực mà chiến. Oanh, nắm đấm hai người đâm vào nhau, xung quanh nắm đấm của hai người liên tục chớp giật giống như là sấm sét. Ầm một tiếng. Tên mặt thẹo bay ngược ra đập ầm ầm vào một cây đại thụ, thân cây răng rắc một tiếng gãy ra, tên mặt thẹo trong nháy mắt gãy mất mấy cái xương sườn. Quyền thế, người đã lĩnh ngộ quyền thế. Tên mặt thẹo kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, một tên chiến tôn cảnh lĩnh ngộ quyền thế là điều không tưởng. Nếu để cho kẻ này trưởng thành thì về sau trong cùng giai không một ai có thể là đối thủ của hắn. Không đúng, bá đạo thiên quyền là chiến kỹ tôn gia, ngươi làm biết. Chẳng lẽ ngươi là người của tôn gia? Tên mặt thẹo lông mày nhíu lại trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, lại lắc đầu nói, cho dù là người của tôn gia trừ tôn tuyệt gia thì không còn ai có thể đem bá đạo thiên quyền luyện đến cấp độ như thế, ngươi rốt cuộc là ai? Tôn tuyệt, Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, tôn tuyệt không phải là một trong tam đại ác thiếu sao? Lại đem bá đạo thiên quyền luyện đến tầng thứ ba, tiến thêm một bước há không phải cực hạn? Tiêu Phàm trong nháy mắt hiểu ra. Tên tôn tuyệt này quá biết diễn kịch, vậy mà để toàn bộ mọi người trong Yến Thành nghĩ hắn là một tên hoàn khố, tâm tính ẩn nhẫn thế này quả rất đang sợ a. Ta là ai không trọng yếu, nhưng ta biết hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Tiêu Phàm đã đoán chừng được thực lực của tên mặt thẹo kia. Nếu như tên mặt thẹo là chiến tôn đỉnh phong thì không có khả năng bị hắn một quyền đánh bay, thực lực của hắn mạnh hơn tôn tử và địch Hàn một chút, chắc hẳn là chiến tôn cảnh hậu kỳ. Cuồng vọng, cảnh giới chênh lệch không phải ngươi có thể hiểu, cho dù ta không xuất thủ thì chiến hồn của ta cũng có thể giết ngươi. Tên mặt thẹo cười lạnh liên tục, hắn phẫn nộ giống lên, chiến hồn tam đầu khuyển xông thẳng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói, u linh chiến hồn hóa thành một mảnh hắc vân bao phủ tới. Tứ phẩm chiến hồn, u ảnh cũng dám đấu với ta. Tên mặt thẹo cười lạnh. Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếu dung của hắn lại cứng đờ sau đó liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bỗng nhiên run run không thể tưởng tượng nhìn U Linh chiến hồn. Hắn không thể tin, tứ phẩm chiến hồn, U Ảnh vậy mà cũng có thể cùng chiến hồn tam đầu khuyển của mình giao phong, không nói phẩm giai, riêng sự chênh lệch hồn lực đã không thể so sánh rồi a,
dù sao mình cũng là chiến tôn cảnh hậu kỳ. Ngay cả chiến hồn lục phẩm, xích diễm thiên hùng của tôn tử đều bị u linh chiến hồn thôn phệ, ngươi chỉ là một con chó mà thôi. Tiêu Phàm cười lạnh trong lòng, hắn thao túng u linh chiến hồn điên cuồng thôn phệ hồn lực của chiến hồn tam đầu khuyển. Tên mặt thẹo phun ra mấy ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cũng nhìn không được nữa, thân hình lóe lên đánh tới Tiêu Phàm. Đến rất tốt. Tiêu Phàm không hề sợ hãi, nếu tên mặt thẹo là chiến tôn đỉnh phong thì hắn còn chút kiêng dè, nhưng hiện tại chỉ là một cái bàn đạp mà thôi. Nhìn thấy mấy người chiến đấu phía xa, Tiêu Phàm cũng không dám kéo dài thời gian. Toái hồn trưởng, tên mặt thẹo gầm lên giận dữ sắc mặt đỏ bừng, hắc sắc trưởng cương lóe lên hàn quang cực kỳ khiếp người. Tiêu Phàm cảm giác ra đầu tê dại, một trưởng này vậy mà đánh thẳng vào u linh chiến hồn. Lão Tam cẩn thận, khi tên mặt thẹo thét ra ba chữ toái hồn trưởng thì Lăng Phong ở phía xa kêu to, hắn biết uy lực của toái hồn trưởng này cường đại đến mức nào. Không cần Lăng Phong nhắc nhở, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được uy lực một trưởng này đáng sợ, đáng tiếc hắn lại không kịp rút lui. U linh chiến hồn ầm một tiếng nổ tung hóa thành hắc vụ cuồn cuộn tại hư không, Tiêu Phàm thân thể lui ngược về sau phun ra một ngụm máu. Giống, tam đầu khuyển thoát được trói buộc của u linh chiến hồn. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, ba cái đầu hiện tại chỉ còn lại một cái, nhìn qua cực kỳ quái dị. Chiến hồn thụ thương chỉ cần không tiêu tán hoàn toàn thì có thể chậm rãi dùng hồn lực tu bổ, nhưng tên mặt thẹo lại phát hiện tam đầu khuyển của mình đã hoàn toàn mất đi hai cái đầu. Điều này làm tên mặt thẹo phẫn nộ không thôi, thần sắc hắn u lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, lạnh như băng nói, tiểu tử, dám đả thương chiến hồn của ta, ta muốn chém ngươi thành tám khối. Phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vừa dứt lời, tên mặt thẹo sát khí đằng đằng từng bước một đi đến chỗ Tiêu Phàm, Lăng Phong, tiểu ma nữ và bàn tử bị ba người độc nha tiểu đội cuốn lấy, căn bản không thể đến trợ giúp. Chỉ có tiểu kim nổi giận đùng đùng hướng về tên mặt thẹo phóng đi, mặc dù nó chỉ là tứ giai sơ kỳ nhưng nó cũng không hề sợ hãi. Tứ giai hồn thú, tên mặt thẹo khinh thường một chút, hồn thú tứ giai chết ở trong tay hắn đã đếm không hết. Làm sao có thể để tiểu kim vào mắt? Bá vương quyền oanh ra, tiếng xé gió vang lên, bất quá tiểu kim lại lăng lệ vung ra một chảo trực tiếp cứng đối cứng. A tên mặt thẹo kêu thảm, chỉ thấy huyết quang bay lên trước mặt hắn. Không đợi hắn lấy lại tinh thần thì tiểu kim đã cắn một phát lên đùi hắn, dùng sức xé ra, một mảng lớn huyết nhục bị xé rách xuống, máu tươi chảy ào ào ra. Ầm một tiếng, tiểu kim một cước đá vào ngực hắn. Thanh âm xương gãy liên tục vang lên, tên mặt thẹo bay ra mười mấy mét đụng gãy ba bốn cái cây mới dừng lại, xem ra một kích này của tiểu kim rất khủng bố a. Mọi thứ đều xảy ra trong chớp mắt, mấy người Lăng Phong cùng ba người độc nha tiểu đội nhìn thấy một màn này cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn vẫn một mực xem nhẹ tiểu kim, làm sao biết tiểu kim lại khủng bố đến như vậy. Khụ khụ, Tiêu Phàm gian nan đứng dậy. Sương mù màu đen đỉnh đầu hắn cuồn cuộn chậm rãi lại ngưng tụ thành một đạo hắc ảnh giống như u linh chiến hồn lúc trước không có gì thay đổi. Làm sao có thể, chiến hồn của ngươi rõ ràng đã tan biến, tên mặt thẹo máu me khắp người, ngay cả đứng lên cũng có chút khó khăn, khi nhìn u linh chiến hồn của Tiêu Tiêu vẫn bình thường thì bộ mặt hắn không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ bọn hắn kinh ngạc mà ngay cả Tiêu Phàm cũng ngạc nhiên không thôi. Chiến hồn một khi bị thương thì không thể nào trong một thời gian ngắn khôi phục như cũ, nhưng u linh chiến hồn lại hoàn hảo như lúc ban đầu, việc này quả thật quá tà môn a. Đúng rồi, vừa nãy bạch thạch rung động một cái, chẳng lẽ nó không chỉ có thể trị thương thân thể mà còn có thể trị thương cho chiến hồn. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm kích động vô cùng, bạch thạch mang cho hắn kinh hỉ quá lớn. Hiện tại đến lượt ngươi. Tiêu Phàm đi từng bước đến chỗ tên mặt thẹo. Mặc dù vừa mới bị thương nhưng u linh chiến hồn phục hồi cũng giúp cho thương thế của hắn hồi phục. Tên mặt thẹo tê liệt nằm trên mặt đất không ngừng bò về phía sau, tiểu kim vừa rồi tát cho hắn một cái làm cho hắn hoàn toàn mất đi chiến lực, giờ phút này làm sao có thể là đối thủ của Tiêu Phàm. Lão nhị, lão tam, lão tứ, cứu ta. Tên mặt thẹo đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía ba người độc nha tiểu đội mặt khác. Ba người nhìn nhau, cuối cùng lại không có xuất thủ. Hiển nhiên cũng có chút kiêng kỵ Tiêu Phàm. Lão đại, chúng ta cũng muốn cứu ngươi nhưng không thể cùng ngươi chết chùm a. Nam tử xấu xí âm hiểm cười sau đó nhìn về phía hai người khác, lão tam, lão tứ, các ngươi nói sao?
lão nhị nói đúng. Nam Cùng mũi ưng râu quai nón gật gật đầu, hiển nhiên cũng không có ý muốn xuất thủ cứu giúp. Các ngươi, các ngươi. Tên mặt thẹo vô cùng phẫn nộ, mắt như chuông đồng sau đó bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chúng ta đi, nam tử xấu xí để lại một câu nói chuẩn bị thối lui. Ngăn bọn hắn lại, một tên cũng không chừa. Tiêu Phàm gầm lên một tiếng, bá đạo thiên quyền đánh ra, con ngươi tên mặt thẹo co rụt lại, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng, hắn chưa bao giờ nghĩ đến mình lại phải chết ở chỗ này. Chỉ một giây, sự sợ hãi trong mắt tên mặt thẹo ấy biến mất không thấy nữa, thay vào đó lại có một loại giải thoát, ngay cả huynh đệ của mình đều bỏ mình đi thì hắn còn gì lưu luyến đây. Bất quá Tiêu Phàm lại không có thương xót chút nào, ác giả ác báo, kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, Tiêu Phàm là không thể nào thủ hạ lưu tình. Oanh một tiếng, thân thể tên mặt thẹo ngã xuống đất không còn bất cứ cử động nào. Đi mau, ba người độc nha tiểu đội thấy thế liền không chút do dự thối lui. Muốn đi sao, hiện tại trễ rồi. Liệt ngục yêu phượng, Lăng Phong cười lạnh một tiếng, cửu phẩm chiến hồn, liệt ngục yêu phượng xuất ra, khí tức hỏa diễm bá đạo quét sạch tứ phương. Cửu phẩm chiến hồn, nam tử mũi ưng mồm miệng có chút run rẩy, hắn lúc này mới phát hiện Lăng Phong cùng hắn giao chiến đến nay vẫn còn chưa thi triển chiến hồn. Một kẻ chiến tôn cảnh trung kỳ nắm giữ cửu phẩm chiến hồn thì cho dù là chiến tôn đỉnh phong cũng có thể chiến một trận. Há lại sợ một tên chiến tôn cảnh hậu kỳ như hắn. Ngân Hoàng lao lung. Tiểu ma nữ gần như đồng thời quát nhẹ một tiếng. Ngân Hoàng đằng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới đan thành một tấm lưới lớn. Kim cương thần quyền. Bàn tử thừa dịp nam tử xấu xí không chú ý liền đánh một quyền vào bộ ngực hắn. Kim cương đại lực thần như có uy lực vô cùng lớn. Một quyền này không lập tức giết hắn đã rất là may mắn rồi. Nam tử xấu xí muốn chạy trốn cũng không kịp. Dây leo đầy trời đã đem hắn và tên râu quai nón trói lại. Hỗn trướng. Nam tử mũi ưng bị vô số hỏa diễm đốt cháy lại bị Tiêu Phàm oanh mấy quyền, trên người hắn không có một chỗ nào hoàn hảo, sắc mặt khó coi vô cùng, hắn làm sao nghĩ độc nha tiểu đội cũng có ngày lật thuyền trong mương. Độc chiến một mình Lăng Phong thì hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng đối mặt với hai người Tiêu Phàm và Lăng Phong thì ngay cả cơ hội chạy trốn hắn đều không có. Vô tận chi kiếm. Tiêu Phàm một kiếm xuyên thẳng yết hầu của tên mũi ưng, vòi máu phun ra rồi không còn bất cứ động tĩnh nào nữa. Sau khi giết nam tử mũi ưng thì Tiêu Phàm lại hướng về vị trí tiểu ma nữ đi đến, nói ra thả tên hầu tử kia ra trước. Tiểu ma nữ gật đầu, nàng cũng hận không thể lập tức làm thịt mấy người kia, hiện tại bốn người bọn Tiêu Phàm đã vây quanh như thế, nếu mà còn để hai tên này chạy thoát thì cũng quá mất mặt đi. Tha! Nam tử xấu xí vừa được thả ra liền muốn nói cái gì thì bị bàn tử trực tiếp bẻ gãy cổ, một mệnh ô hô. Cuối cùng chỉ còn lại một tên râu quai nón, khi hắn nhìn thấy ba bộ thi thể trên mặt đất thì toàn thân run một cái, tha mạng, đại nhân tha mạng, ta nguyện ý dùng một bí mật đổi lấy mạng của ta. Nói, Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, trong mắt hắn, tên râu quai nón này đã là một người chết. Độc nha tiểu đội ta sở dĩ giết người là bởi vì được tôn gia ủy thác, không cho phép ngoại nhân xâm nhập nơi này, cứ giết một người thì tôn gia nguyện ý cho chúng ta 10 vạn hạ phẩm hồn thạch. Râu quai nón nơm nớp lo sợ nói. Vì sao không cho những người khác đến nơi này? Lăng Phong cau mày một cái. Cụ thể ta cũng không biết, bất quá chúng ta suy đoán bên trong hẳn là có một thứ đồ vật quý giá nào đó. Râu quai nón vô cùng khẩn trương, cầu các vị đại hiệp tha mạng. Giết ta các ngươi cũng không được chỗ tốt nào. Ta biết, bất quá ngươi chết thì đối với chúng ta cũng không có chỗ xấu. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, một đạo kiếm hồn trong nháy mắt xuyên thủng cổ tên râu quai nón. Ngươi, râu quai nón bưng lấy cổ, lời đến miệng còn chưa dứt lời liền đã ngã xuống. Ta cũng không có đáp ứng tha cho ngươi. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, giống như vừa làm một việc không đáng nhắc đến. Nhìn bốn cỗ thi thể của độc nha tiểu đội, thần sắc mấy người Tiêu Phàm đều băng lãnh, không hề có bất cứ cảm giác thương hại nào, bốn tên cầm thú này chết là đáng. Đám độc nha tiểu đội này đúng là giết không ít người, bọn chúng vậy mà có nhiều đồ tốt như vậy. Bàn tử lục soát hồn giới của bốn tên liền phát hiện bên trong có không ít hồn thạch và hồn tinh, đúng là giàu đến chảy mỡ. Cộng lại cũng đến 300 vạn hạ phẩm hồn thạch, có tính nhiều không? Lăng Phong khinh thường cầm hai viên hồn tinh màu đỏ ước lượng lấy,
nói, hai viên hồn tinh này thuộc về ta, những cái khác các ngươi tự chia đi. Tiểu Kim, cho ngươi này. Tiểu ma nữ lấy ra mấy viên hồn tinh ném cho Tiểu Kim, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng nuốt toàn bộ vào trong bụng. Nơi này còn một thanh kiếm và một bộ chiến kỹ. Tiêu Phàm không chút hoang mang lấy đồ vật khác từ trong hồn giới của tên mặt thẹo ra, một thanh trường kiếm màu đen, một bản thư tịch cổ xưa. Lão Tam, cho ta nhìn thử thanh kiếm này. Con người bàn tử sáng lên nhìn chằm chằm hắc sắc trường kiếm. Tiêu Phàm ném qua cho bàn tử, tên mập lập tức yêu thích không buông tay, hắn quan sát tỉ mỉ mới nhìn Lăng Phong nói, lão đại, hắc phong kiếm này là hồn binh ngũ phẩm, rất thích hợp cho ngươi sử dụng. Hồn binh ngũ phẩm, ở Yến Thành cũng không có mấy thanh. Kiếm này không thích hợp với ta. Tiêu Phàm nhún nhún vai, thanh kiếm này cũng không hợp cho hắn sử dụng, chỉ khi Lăng Phong sử dụng mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Đa tạ. Lăng Phong do dự một hồi rồi cấm lấy, hắn đã để ý thanh hắc phong kiếm này mấy lần rồi nhưng đồ vật là do Tiêu Phàm lấy được nên hắn cũng không tiện mở lời. Tiêu Phàm cười cười nhìn vào quyển sách trong tay, khi mở ra liền xuất hiện ba chữ lớn. Toái hồn trưởng, con người Lăng Phong co rụt lại, hắn hơi thất thố kêu lên. Lão đại, người biết lai lịch toái hồn trưởng. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Lăng Phong, tên mặt thẹo trước đó thi triển ra chiến kỹ này thì hình như Lăng Phong có nhắc nhở hắn. Lăng Phong trầm mặc hồi lâu mới nói, nghe đồn toái hồn trưởng hoàn chỉnh là chiến kỹ cửu phẩm, tổng cộng có 9 tầng, luyện đến cực hạn có thể đánh tan cả chiến thánh chiến hồn. Oanh sát cả chiến thánh chiến hồn. Mấy người Tiêu Phàm kêu lên sợ hãi, nội tâm khó giữ bình tĩnh. Chiến thánh, đó gần như là tồn tại đỉnh phong của chiến hồn đại lục A, toái hồn trưởng vậy mà có thể oanh sát chiến hồn của chiến thánh, nếu như luyện đến đỉnh phong há không phải liền vô địch thiên hạ. Lăng Phong tự nhiên nhìn ra suy nghĩ trong lòng mấy người, hắn lắc lắc đầu nói, đây chẳng qua là nghe đồn mà thôi, nói là có 9 tầng nhưng lại chưa thấy ai có thể tu luyện đến tầng 9, hơn nữa cho dù chiến kỹ này rất mạnh. Có thể oanh sát chiến hồn của chiến thánh nhưng cũng phải có đủ thực lực, dù sao chiến thánh cũng không đứng yên cho ngươi giết. Đám người gật đầu hiểu ý của Lăng Phong, nếu ngươi có đủ lực lượng thì cho dù tu luyện đến đỉnh phong thì làm sao, hơn nữa người ta cũng không đứng yên cho ngươi giết. Người khác đánh không lại chẳng lẽ còn không biết chạy trốn sao? Hình như bản thư tịch này cũng chỉ là tàn quyển. Lăng Phong lại nói, hơn nữa ta còn nghe nói, tu luyện toái hồn trưởng này rất khó. Lão Tam, người tốt nhất đừng tốn quá nhiều thời gian vào nó. Ta đã biết. Tiêu Phàm gật đầu cười nhưng vẫn thu vào hồn giới, trong lòng trầm ngâm, rất khó luyện sao. Nếu như Lăng Phong biết thiên phú của Tiêu Phàm trên phương diện chiến kỹ thì nhất định sẽ không nói thế, ngũ phẩm chiến kỹ hắn đã có thể dễ dàng luyện thành thì cửu phẩm chiến kỹ lại khó hơn bao nhiêu. Tiểu ma nữ, người có thu hoạch gì không? Tiêu Phàm đổi chủ đề nhìn Diệp Thi Vũ nói. Tiểu ma nữ Diệp Thi Vũ cũng lấy ra một bản thư tịch, nói ta chỉ cần bản chiến kỹ này, những cái khác đều không cần. Ba người kinh ngạc nhìn tiểu ma nữ, chẳng lẽ chiến kỹ này rất có lai lịch sao? Đây là lục phẩm chiến kỹ, hồn lực thúc phược, có thể trói buộc hồn lực một người, thậm chí có thể trói buộc chiến hồn, rất thích hợp cho ta tu luyện. Tiểu ma nữ một bên giải thích. Đám người gật đầu không phản đối. Tiểu ma nữ có chiến hồn ngân hoàng đằng chiến kỹ này chính là đặc biệt dành cho nàng. Cho ta nhìn thử một chút được không? Tiêu Phàm có dụng ý một chút, chỉ cần là chiến kỹ thì hắn sẽ không bỏ qua, bởi vì có vô tận chiến điển nên hắn thu thập chiến kỹ càng cao thì càng có thể diễn hóa ra chiến kỹ càng cường đại. Đồ lưu manh, ta cảnh cáo ngươi là ngươi chỉ được nhìn thôi đấy. Tiểu ma nữ hung dữ trừng mắt nhìn Tiêu Phàm nhưng vẫn đưa chiến kỹ qua cho hắn. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, mở thư tịch ra xem rất nhanh đều đã ghi nhớ hết, hắn thầm nghĩ, sau này có thời gian liền tu luyện. Hắn trả chiến kỹ cho tiểu ma nữ sau đó thần sắc ngưng trọng nhìn mọi người, nói còn muốn đi tiếp không? Mấy người nhíu mày, nếu như theo lời của tên dâu quai nón nói thì bên trong nhất định sẽ có đồ vật gì đó nhưng vạn nhất dâu quai nón lừa bọn hắn, cố ý để cho bọn hắn chịu chết thì phải làm sao? Ngươi không phải muốn tìm huyết tinh thảo sao? Cuộc đi săn mùa thu sắp đến rồi nên chúng ta nhất định phải tăng cường thực lực. Lăng Phong kiên định lạ thường. Không sai, nếu như không gặp độc nha tiểu đội thì chúng ta vẫn sẽ đi vào, đây chính là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như ngay cả dũng khí cũng không có thì chúng ta tu luyện để làm gì. Bàn tử gật đầu,
Độc Nha tiểu đội bị diệt nhưng hắn chỉ lấy được mấy viên hồn tinh và mấy chục vạn hạ phẩm hồn thạch, hắn hơi có chút không cam lòng. Vậy tiếp tục đi tới. Tiêu Phàm hít sâu nói. Đồ lưu manh, người vẫn chưa hỏi ta đấy. Tiểu ma nữ tức giận dậm chân, nàng tức giận vì thấy Tiêu Phàm không để ý đến mình. Yên tâm, chỉ cần ta không chết thì ngươi nhất định cũng sẽ không chết. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Người nói vô ý người nghe hữu tâm, sắc mặt tiểu ma nữ ửng đỏ giống như muốn chảy cả nước, nàng nghĩ thầm chẳng lẽ tên gia hỏa này đã thích ta. Hừ, đồ lưu manh, chờ ngươi thích ta thì ta sẽ một cước đá ngươi, làm cho ngươi thương tâm chết luôn. Ánh mắt Lăng Phong lấp lóe, trong lòng chỉ có thể thán một hơi, hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực chưa từng có. Người mình thích lại đi thích người khác, mà quan trọng hơn là hình như Tiêu Phàm còn không chú ý đến nàng. Bàn tử cười rất tiện, giống như hắn đã dự đoán, đúng thật là có gian tình nha. Bốn người một thú tiếp tục lên đường tiến sâu vào hồn thú sơn mạch, về phần Độc Nha tiểu đội và một đám thi thể độc lang thì bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm, bọn hắn biết rất nhanh sẽ có hồn thú đến dọn dẹp nơi đây. Ba canh giờ sau khi bọn Tiêu Phàm rời đi, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Người dẫn đầu chính là Tôn gia gia chủ, Tôn Đình. Gia chủ, Độc Nha tiểu đội đã chết, còn có 20 con độc lang, người giết bọn hắn chắc hẳn là chiến tông cảnh. Một trung niên nam tử mặc áo bào xanh cung kính nói. Chiến tông cảnh sao? Tôn Đình cau mày, hắn biết rõ thực lực Độc Nha tiểu đội, cho dù chiến tôn cảnh đỉnh phong cũng khó làm đối thủ của bọn họ, đây cũng là nguyên nhân hắn để Độc Nha tiểu đội thủ ở nơi này. Gia chủ, ở đây có dấu vết chiến đấu, nên... Một nam tử trung niên áo bào đen khác quan sát chiến trường lúc nãy nói ra. Nhưng lời còn chưa dứt thì Tôn Đình đã biến mất tại chỗ rồi xuất hiện bên cạnh một gốc cây gãy, nơi đó có một miếng vải màu đen dính máu. Là bọn Tiêu Phàm, thần sắc Tôn Đình lạnh lẽo đằng đằng sát khí. Làm sao có thể, Độc Nha tiểu đội cộng thêm 20 con độc lang thì chúng ta cũng chưa chắc có thể giải quyết. Nam tử trung niên áo bào xanh nói. Các ngươi cũng đừng quên đám người kia ngoại trừ Tiêu Phàm thì đều có chi én hồn bát phẩm trở lên, không nghĩ tới bọn chúng lại trưởng thành nhanh như thế, đúng thật là nằm ngoài dự liệu của ta. Tôn Đình lạnh giọng nói, trong lòng lại bổ sung một câu, nếu lần này không giết được bọn chúng thì sau này chắc hẳn quả thật không còn cơ hội rồi. Thân ảnh ba người lóe lên một cái liền tiến vào bên trong hồn thú sơn mạch. Đám người Tiêu Phàm cũng cẩn thận từng bước tiến lên, bọn họ cũng không tiến thẳng vào mà lại đi một vòng cung. Mặc dù lời của tên quai nón kia làm bọn hắn tin mấy phần nhưng cũng không hoàn toàn tin hết. Nếu như thực sự Tôn gia để bọn hắn thủ hộ bên ngoài thì bên trong nhất định còn có người của Tôn gia. Bọn hắn không biết nhờ thế mà đã tránh được bọn Tôn Đình đang truy sát đến. Đi một ngày, bọn họ cũng không có gặp nguy hiểm nào quá lớn. Vài đầu tứ giai hồn thú không cần mấy người xuất thủ đã bị Tiểu Kim giải quyết sạch. Ta nói lão tam này, Tiểu Kim rốt cuộc là hồn thú gì, tại sao lại lợi hại như thế, huyễn ảnh hổ tứ giai hậu kỳ đều không phải đối thủ của nó, bị nó tán một cái đã lên chầu ông bà. Bàn tử kỳ lạ nhìn Tiểu Kim, hiếu kỳ hỏi. Tiểu Kim cao ngạo ngẩn đầu xem thường nhìn bàn tử vô cùng bất đắc dĩ, mặc dù hắn có cửu phẩm chiến hồn nhưng cũng không chắc có thể đánh bại Tiểu Kim. Ầm ầm, phía sau đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh, mặt đất rất nhỏ rung động, thanh âm rất loạn tản mát ra một cỗ khí tức áp bách. Có người. Mấy người bắt đầu cảnh giác tiến lên, sau một lát liền thấy rõ sự tình phía xa. Thân thể dài 4 mét cao 2 mét, lông tóc toàn thân đỏ như máu tản ra quang mang màu đỏ, bốn chi của nó cực kỳ cường tráng, chiếc đuôi cường tráng to như bắp đùi tràn đầy lực lượng. Ngũ giai hồn thú, xích huyết lôi báo. Tiểu ma nữ che miệng kinh hô. Ngũ giai hồn thú ngang với cường giả chiến tông cảnh A, lấy thực lực bọn hắn hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Chỉ thấy hai mắt xích huyết lôi báo như hai viên bảo thạch lấp lánh nhìn chằm chằm về phía trước nó có bốn người, hai nam hai nữ, nam thanh tú tuấn lãng xuất khí bức người, nữ tịnh lệ thoát tục không nhiễm khói lửa nhân gian. Trên người bọn họ cũng có một vài vết thương nhỏ nhưng vẫn không hề sợ hãi, chiến ý bọn họ hừng hực. Phía sau bốn người cũng có bốn đạo hư ảnh, đây cũng chính là điều làm cho bọn người Tiêu Phàm hơi chấn kinh, tất cả đều là chiến hồn lục phẩm, trong đó một người nắm giữ thất phẩm chiến hồn, Tử Vân Ưng. Đó là một người thanh niên mặc áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng,
tư thế hiên ngang, trên người có mấy vết máu đang ngự không phi hành. Đây là lần thứ nhất Tiêu Phàm nhìn thấy tu sĩ phía dưới chiến vương cảnh có thể ngự không phi hành, xem ra bởi vì hắn có chiến hồn đặc thù nên mới có khả năng này. Nó đã bị trọng thương, mọi người cố gắng giải quyết một lần để còn trở về chuẩn bị cho Yến Thành thu liệp. Thanh niên áo bào trắng đột nhiên mở miệng, trong mắt hắn đầy vẻ tự tin. Lạc Trần, công chúa, nếu như xích huyết lôi báo này chết thì hồn tinh thuộc về ai? Một người thanh niên khác mở miệng, hắn lưng hùm vai gấu vô cùng cường tráng, khuôn mặt kiên nghị như là đao gọt. Lạc Trần, đám Tiêu Phàm nghe vậy thì lông mày vặn thành chữ xuyên, cũng khó trách mấy người chấn kinh, từ khi đắc tội chiến vương học viện thì bọn họ cũng có chút nhận thức về những cao thủ trên viện bảng. Lạc Trần chính là cường giả bài danh thứ tư trên viện bảng, người này không có bối cảnh gì, hắn dựa vào một thân lực lượng đã leo lên vị trí thứ tư trên bản xếp hạng, như thế cũng đủ chứng minh cho năng lực của hắn. Nghe nói Lạc Trần còn bái một vị cường giả trong chiến vương học viện làm thầy, đây là việc chưa từng có trong lịch sử của chiến vương học viện. Đương nhiên, chủ yếu nhất là em trai Lạc Phi của Lạc Trần bị Lăng Phong một kiếm chém chết. Nếu như Lạc Trần biết được cửu nhân đã giết đệ đệ mình đang ở đây thì hắn nhất định đã xông lên. Sau đó ánh mắt mấy người lại rơi vào một nữ tử mặt bộ đồ màu đỏ, dáng người nữ tử có lồi có lõm, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, trên người tỏa ra một cỗ khí chất cao quý làm cho người khác chỉ dám nhìn từ xa. Tại Đại Yên Vương Triều, người có danh xưng công chúa cũng không nhiều nhưng công chúa có thể chiến đấu với ngũ giai hồn thú thì chỉ có một người. Người kia chính là Vân Lạc Tuyết bài danh thứ 5 trên viện bảng. Lý Tử An, ta biết người muốn hồn tinh này để đột phá chiến tông cảnh, chúng ta làm sao không muốn đột phá, nếu người đã nói thế vậy thì ai giết được xích huyết lôi báo thì hồn tinh thuộc về người đó, người được hồn tinh sẽ không thể lấy những thứ khác. Lạc Trần thản nhiên nói, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Tốt, trừ hồn tinh thì thú huyết, da lông và xương cốt đều thuộc về các ngươi. Lý Tử An gật đầu. Trong lòng cười lạnh không thôi, một kích cuối cùng giết chết xích huyết lôi báo chỉ có thể là ta. Ta không có ý kiến. Vân Lạc Tuyết cười nhạt một tiếng, nụ cười này tựa như có thể hòa tan băng sơn. Hai người Lý Tử An và Lạc Trần cũng không khỏi nhìn Vân Lạc Tuyết vài lần, sâu trong đáy mắt có chút dâm tà. Ta nghe theo ca ca. Một nữ tử mặt trường bào màu trắng, mặt lạnh như băng nói, nàng giống như tiên tử thánh khiết. Nếu so sánh với Vân Lạc Tuyết thì một người là băng một người là hỏa, vô cùng có ý vị. Vậy liền ra tay đi. Lạc Trần lạnh lùng nói một câu, từng đạo hồn lực màu tím từ trên người hắn tản ra hóa thành ngàn vạn kiếm khí đánh về xích huyết lôi báo. Giống, xích huyết lôi báo gầm lên giận dữ, trong miệng nó bắn ra từng đợt tia sét che phủ không gian mười mấy mét xung quanh, tất cả kiếm khí đều bị vỡ nát, mấy cây thụ mộc đều bị gãy ra thành mấy phần. Ầm một tiếng, thân thể Lạc Trần bay ngược về sau phun ra một ngụm máu. Xích huyết lôi báo này còn mạnh hơn cả mẹ của Tiêu Kim nữa. Tiêu Phàm ực một tiếng nuốt nước bọt đánh giá thực lực của xích huyết lôi báo. Lạc Trần, Vân Lạc Tuyết, Lý Tử An và muội muội của hắn Lý Tuyết Y người nào chẳng phải là Long Trung Nhân Phượng, so với tam đại gia tộc ở Tiêu Thành thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể làm gì được xích huyết lôi báo này. Tuyết Y. Người tấn công từ trên không để thu hút sự chú ý của nó, công chúa, ngươi và ta tấn công từ hai bên. Lý Tử An liếc mắt Lạc Trần nhìn về phía hai nữ nói. Được. Hai người gật đầu, lục phẩm chiến hồn, Tuyết Vân Điêu sau lưng Lý Tuyết Y vỗ cánh liền đã bay lên trên cao mười mấy mét, vừa lúc tránh khỏi phạm vi công kích của xích huyết lôi báo trong chớp mắt trong hư không lại xuất hiện vô số bông tuyết. Điều đáng sợ là vô số bông tuyết kia trong hư không lại biến thành mũi đao tấn công về phía xích huyết lôi báo. Xuất thủ. Đỉnh đầu Lý Tử An xuất hiện một thanh kiếm màu trắng chém xuống, hư không rung lên giống như đã bị chém nứt. Lục phẩm chiến hồn, Tuyết Vân Điêu, Đoạn Không Kiếm, Lý gia này thật đúng là có thực lực. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn chiến cuộc phía trước. Khi ánh mắt hắn rơi vào trên người Lạc Trần đang ngã trên mặt đất thì lại phát hiện khóe miệng Lạc Trần có một nụ cười quỷ dị. Lạc Trần này đúng là một tên không đơn giản. Bàn tử nhỏ giọng thì thầm, hắn cũng thấy được một màn kia. Sau lưng Vân Lạc Tuyết cũng xuất hiện một đầu sư tử màu trắng to lớn, nhìn thoáng qua thì trông y như tuyết sư nhưng trên trán lại mọc ra một cái sừng bạc trông vô cùng bá đạo. Hư ảnh này chính là lục phẩm chiến hồn, Ngân Nguyệt Tuyết Sư.
hai đại thiên tài nhìn nhau, cùng nhau xuất thủ, Đoạn Không Kiếm từng nhát một chém lên người của Xích Huyết Lôi Báo, móng vuốt của Ngân Nguyệt Tuyết Sư cũng không ngừng đánh vào Xích Huyết Lôi Báo. Giống, một tiếng kêu khủng bố vang lên, Xích Huyết Lôi Báo hiện tại đã cuồng bạo hướng về phía Lý Tử An phun ra một đạo thiểm điện, chiếc đuôi đồng thời quất lên trên không hướng về Vân Lạc Tuyết, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Xích Huyết Lôi Báo vốn dựa vào tốc độ và sức mạnh cơ thể để chiến đấu, bên trong ngũ giai hồn thú cũng là một tồn tại cực mạnh, cho dù nó bây giờ chỉ là ngũ giai sơ kỳ nhưng chiến tôn cảnh nhân loại làm sao có thể so sánh. Con người Vân Lạc Tuyết run lên muốn trốn tránh nhưng đã không kịp, trong lúc gấp rút lại để Ngân Nguyệt Tuyết Sư trên đỉnh đầu chặn thay. Nhưng nàng đã quá khinh thường lực lượng của Xích Huyết Lôi Báo, Ngân Nguyệt Tuyết Sư bị chấn đến mức mém chút nổ tung. Nó lập tức biến thành một đám hồn lực trở về bên trong đan điền của Vân Lạc Tuyết. Ngay vào lúc đó, đuôi Xích Huyết Lôi Báo trực tiếp quất lên trên thân thể mềm mại của Vân Lạc Tuyết, trên người nàng lập tức xuất hiện một khe máu, toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài đụng ngã mấy cây đại thụ liền hoàn toàn vô lực. Lý Tử An tìm được cơ hội, Đoạn Không Kiếm xuyên thủng một chân Xích Huyết Lôi Báo, máu tươi vụt ra, thân thể to lớn của Xích Huyết Lôi Báo phù phù ngã xuống đất. Nghiệt xúc, chết đi. Lý Tử An gào thét một tiếng, trong lòng kích động vô cùng, Xích Huyết Lôi Báo đã bị thương, người cuối cùng giết nó nhất định là mình. Chỉ cần lấy được hồn tinh của Xích Huyết Lôi Báo thì mình sẽ có thể đột phá lên chiến tông cảnh, vị trí đệ nhất Yến Thành Thu Liệp không phải mình thì còn ai. Nghĩ vậy, Lý Tử An đâm ra một kiếm thẳng vào mi tâm của Xích Huyết Lôi Báo. Con người màu đỏ tươi của Xích Huyết Lôi Báo nhìn chằm chằm Lý Tử An. Nó cười lạnh một cái rồi há mồm phun ra một đạo huyết sắc lôi điện, sau đó thân thể nhảy lên thật cao quất ra chiếc đuôi khủng bố kia. Hư không truyền đến tiếng vang lốp bốp, bọn Tiêu Phàm núp trong bóng tối nhìn đến tê cả da đầu. Ca ca cẩn thận. Lý Tuyết Y phía trên không trung khẽ kêu, thân hình chớp động liền chém ra mấy kiếm. Nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh, tứ chi Xích Huyết Lôi Báo dẫm ở trên mặt đất phung móng vuốt sắc bén ra, sắc mặt Lý Tử An trắng bệch. Hắn rốt cục hiểu được lúc trước con Xích Huyết Lôi Báo này hoàn toàn là giả bộ bị thương. Đoạn Không Chạm. Lý Tử An chém ra một kiếm nhưng bộ móng vuốt màu đỏ kia lại nhanh hơn, một vuốt của nó đánh thẳng lên vai của Lý Tử An, cánh tay Lý Tử An mém chút đã không còn. Lý Tử An hét thảm một tiếng, hắn kinh hãi nhìn Xích Huyết Lôi Báo, nghiệt xúc, ngươi lừa ta. Giống, Xích Huyết Lôi Báo gầm nhẹ một tiếng giẫm lên người Lý Tử An. Nó nhe nanh nhìn Lý Tử An dưới chân đang tuyệt vọng. Chết! Lúc này Lý Tuyết Y trên không trung chạy tới, móng vuốt sắc bén của Tuyết Vân Điêu đánh đến nhưng Xích Huyết Lôi Báo không thèm nhìn liền vung đuôi ra. Lý Tuyết Y sợ chiến hồn bị thương nên dùng một quyền đỡ lấy, ầm một tiếng, Lý Tuyết Y bị đánh bay lăn mấy vòng trên mặt đất. Nhìn thấy con người màu đỏ tươi của Xích Huyết Lôi Báo, Lý Tử An triệt để tuyệt vọng. Ngay cả muội muội của hắn cũng đã bị thương thì còn có ai có thể giúp hắn đây? Khi móng vuốt Xích Huyết Lôi Báo từ hư không vung xuống thì Lý Tử An đã tuyệt vọng nhắm mắt lại. Grau grư, đột nhiên một thanh âm thảm thiết vang khắp sơn lâm, Lý Tử An cảm giác trên mặt ướt sũng, khi hắn mở mắt ra đã thấy một chân của Xích Huyết Lôi Báo đang tung bay trên không trung, Lạc Trần lại đứng bên cạnh. Đám người Tiêu Phàm cũng bị thực lực Lạc Trần làm cho chấn kinh. Mặc dù là đánh lén nhưng một kiếm đã chém đứt một chân của Xích Huyết Lôi Báo cũng không phải người thường có thể làm. Lạc Trần, người vừa rồi là cố ý. Lý Tử An ra sức gào thét, sắc mặt khó coi nhìn Lạc Trần. Lạc Trần cười nhẹ nhìn Lý Tử An, yên tâm, ta sẽ giữ lời, ngoại trừ hồn tinh thì những thứ khác đều thuộc về các ngươi. Hỗn trướng, Lạc Trần, người thật âm hiểm. Lý Tử An biết mình bị lừa liền sát khí đằng đằng nhìn Lạc Trần. Âm hiểm sao? Ánh mắt Lạc Trần lạnh lùng, nói, không phải các ngươi muốn dùng ta để hao tổn thực lực của nó sau đó mới tự mình đi lên. Muốn trách thì ngươi trách các ngươi đã quá ngây thơ. Nói xong câu đó, Lạc Trần không thèm để ý Lý Tử An, thân hình di chuyển liên tục, Xích Huyết Lôi Báo cũng gào thét không thôi. Vừa mới bị chém rụng một chân nên tốc độ của Xích Huyết Lôi Báo không còn, cũng giống như chiến tông nhân loại bị chặt hai chân thì không còn là đối thủ của chiến tôn cảnh đỉnh phong nữa. Sau khi Lạc Trần điên cuồng công kích thì Xích Huyết Lôi Báo kêu lên một tiếng cuối cùng rồi chết đi. Lạc Trần một kiếm phá vỡ đầu Xích Huyết Lôi Báo, lấy ra một viên hồn tinh, Vân Lạc Tuyết, Lý Tử An và Lý Tuyết Y một mặt không phẫn nộ cam lòng.
viên hồn tinh này vốn phải thuộc về bọn hắn nhưng hiện nay Lạc Trần lại lấy được, bọn họ không phải tiếc viên hồn tinh này là nuốt không trôi cục tức này. Lấy địa vị của bọn hắn trong gia tộc thì muốn một viên ngũ giai hồn tinh cũng không phải việc gì quá khó, chỉ là bọn hắn muốn tự mình bước đi một bước này. Lạc Trần, người từ nay về sau chính là địch nhân của ta. Lý Tử An căm hận nói, nếu như hắn còn sức thì hắn tuyệt không bỏ qua cho Lạc Trần. Địch nhân, nhưng ta từ trước đến nay đều không coi ngươi là địch nhân, vì căn bản ngươi không xứng. Lạc Trần cười nhạt một tiếng, sát khí lập lòe nói, Lý Tử An, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Giết ta, ha ha ha, ngươi giết ta, ngươi cũng phải chết, không ai có thể bảo vệ được ngươi. Lý Tử An cười to giống như vừa nghe được một chuyện cười. Nếu như các ngươi đều chết hết thì sao? Lạc Trần không mặn không nhạt nói. Lý Tử An câm miệng lại bắt đầu hoảng sợ, Vân Lạc Tuyết và Lý Tuyết Y cũng lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ biết rõ tính cách làm người của Lạc Trần rất có thể làm ra sự tình như thế. Tên Lạc Trần này có thật sẽ giết hết bọn họ không nhỉ? Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn phía xa nói. Ai, vừa dứt lời, Lạc Trần gầm lên một tiếng đánh tới một đạo kiếm khí, mấy người Tiêu Phàm sầm mặt lại, tiểu ma nữ bộ dáng ủy khuất, nàng vừa nói hơi lớn để cho Lạc Trần nghe thấy. Lạc Trần liếc nhìn đám người Tiêu Phàm, sát cơ lộ ra, nói, những lời vừa rồi các ngươi đã nghe thấy. Đã nghe. Bàn tử nhếch miệng cười một tiếng nhìn Lạc Trần không có chút sợ hãi nào làm Lạc Trần trầm mặt xuống. Vậy các ngươi nhất định phải chết. Lạc Trần lạnh lùng cười một tiếng tiến lên một bước. Ngươi tốt nhất đừng động thủ. Lúc này, Tiêu Phàm mở miệng nói, Lạc Trần mặc dù là chiến tôn cảnh đỉnh phong nhưng bọn hắn đồng tâm hiệp lực lại cũng chưa chắc không đánh lại. Bất quá hiện tại Tiêu Phàm còn chưa muốn giao thủ với hắn, ai biết được đám Lý Tử An có phải đang giả vờ bị thương không? Nếu như ngươi có thể chắc chắn giết được 5 người chúng ta thì hắn động thủ, bằng không ngươi sẽ chết, đệ đệ ngươi Lạc Phi sẽ chết, chiến vương học viện đều phải chôn cùng. Tiêu Phàm thản nhiên nói nhưng trong lòng hắn vẫn đang kinh ngạc thủ đoạn tàn nhẫn của Lạc Trần, người như thế mới có thể tiến xa được. Lăng Phong, tiểu ma nữ và bàn tử trong lòng kinh ngạc không thôi. Bọn hắn hiểu rõ Tiêu Phàm, không quyền không thế, không cha không mẹ, hiện tại có giết hắn thì không tạo ra được một chút gợn sóng nào. Nhưng rất nhanh ba người đã hiểu ra Tiêu Phàm hiện tại đang dọa Lạc Trần. Phải thế không? Lạc Trần lạnh lùng cười một tiếng, hắn nhìn không thấu đối phương nhưng đối phương hình như biết rất rõ về mình, trong lúc nhất thời hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, hai phe lâm vào giằng co. Trong rừng yên lặng vô cùng. Lạc Trần không ngừng đánh giá bốn người Tiêu Phàm, còn có Tiểu Kim uy phong lẫm lẫm bên cạnh tỏa ra một loại khí chất đặc biệt khiến cho hắn tăng thêm mấy phần tin tưởng. Nhưng hắn thập phần không cam lòng, nếu hiện tại ở chỗ này giết chết ba người Lý Tử An thì hắn sẽ diệt đi ba đối thủ cạnh tranh. Nhìn đám Tiêu Phàm đối diện thì hắn tự tin có thể giết sạch bọn họ. Nhưng vạn nhất Vân Lạc Tuyết, Lý Tử An và Lý Tuyết Y lại bỏ chạy thì cho dù hắn có mạnh đến thế nào cũng không thể đuổi kịp. Lạc Trần, nếu không động thủ thì đi đi, hậu quả này không phải ngươi có thể gánh. Thanh âm Tiêu Phàm lại vang lên, hắn biết rõ Lạc Trần không dám đánh cược. Các ngươi là ai? Lạc Trần ngưng tiếng hỏi. Ngươi không xứng biết. Lăng Phong nhàn nhạt mở miệng, một cỗ chiến ý lặng yên dâng lên. Thần sắc Lạc Trần cứng lại, hắn có thể nhìn ra khí chất của Lăng Phong cũng không phải giả mà là quả thật không để hắn vào trong mắt. Ánh mắt Lạc Trần nhìn ba người Lý Tử An, Vân Lạc Tuyết và Lý Tuyết Y một cái, hắn biết nếu như sự tình hắn giết ba người này truyền ra ngoài thì hắn chắc hẳn phải chết không chút nghi ngờ. Hừ, coi như các ngươi may mắn. Nghĩ vậy, Lạc Trần lạnh giọng một câu rồi biến mất ở trong rừng. Ba người Vân Lạc Tuyết nhìn thấy Lạc Trần rời đi cũng thở ra một hơi, nếu như Lạc Trần liều mạng một lần thì bọn Tiêu Phàm cũng chưa chắc trốn được. Tuy bọn họ đánh không lại nhưng vẫn có thể ra sức chạy trốn. Đa tạ các vị. Vân Lạc Tuyết chậm rãi đứng dậy hướng về phía Tiêu Phàm nói ra. Không cần cảm ơn chúng ta cũng chỉ tự vệ mà thôi. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, thực lực Lạc Trần làm bọn hắn cũng có chút kiêng kỵ, nắm giữ thất phẩm chiến hồn hơn nữa còn là chiến tôn cảnh đỉnh phong, như thế cũng khá mạnh rồi. Vân Lạc Tuyết quan sát tỉ mỉ lấy bọn Tiêu Phàm. Nàng phát hiện bản thân lại nhìn không thấu, thầm nghĩ trong lòng, mấy người này khí chất bất phàm, chắc hẳn thân phận không đơn giản,
nếu Lạc Trần đã không chắc giết chết bọn hắn vậy thì dứt khoát giao hảo một trận. Lý Tử An cho Lý Tuyết Y một cái ánh mắt, hai người đột nhiên lấy ra một bình dược dịch nuốt vào, thương thế trên người bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Mấy vị, chúng ta không thể báo đáp, thi thể xích huyết lôi báo này xem như là lễ vật báo đáp của chúng ta, các ngươi cùng chúng ta rời khỏi hồn thú sơn mạch đi, thấy thế nào? Vân Lạc Tuyết đứng dậy nhăn mày cười một cái, khí chất trang nhã phi phàm. Mấy người Tiêu Phàm nhìn nhau, xích huyết lôi báo dù sao cũng là ngũ giai hồn thú, xương cốt, huyết dịch của nó đều là vật liệu luyện chế dược dịch rất tốt. Công chúa, xích huyết lôi báo không phải của một mình ngươi, bọn hắn quả thật ngăn cản Lạc Trần nhưng cùng không cần đem một đầu ngũ giai hồn thú đi tạ lễ đâu. Một đạo âm dương quái khí vang lên, người nói chuyện chính là Lý Tử An. Thần sắc mấy người Tiêu Phàm cứng lại, ấn tượng đối với Lý Tử An giảm cực nhanh. Vân Lạc Tuyết nghe vậy tức giận nói, Lý Tử An, nếu như không phải có bọn hắn thì ngươi vừa rồi đã chết, chẳng lẽ mạng ngươi còn không bằng một đầu xích huyết lôi báo sao? Là do bọn hắn nói bọn hắn xuất thủ chỉ vì tự vệ thôi, cũng không phải muốn cứu chúng ta, các ngươi nói có đúng không? Lý Tử An cười gằn, thương thế trên người hắn đã khôi phục lại một chút, hắn cảm thấy chỉ cần mình hắn đã có thể ngăn cản bọn Tiêu Phàm rồi. Coi như giết không chết bọn hắn thì cũng có thể lưu lại thi thể xích huyết hồn thú, mặc dù hồn tinh bị Lạc Trần lấy đi nhưng khắp người xích huyết lôi báo đều là bảo vật, hắn làm sao có thể tùy ý để bọn Tiêu Phàm lấy đi. Lăng Phong, Bàn Tử và Tiểu Ma Nữ phẫn nộ nhìn Lý Tử An, ngược lại thần sắc Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, hắn sờ đầu Tiểu Kim nói, chúng ta đi. Mấy người không chần chờ liền quay người tiến vào rừng, Lý Tử An lộ ra một tia cười lạnh. Nói, mấy người kia quả nhiên là miệng cọp gan thỏ, cũng chỉ có tên Lạc Trần ngu dốt mới dễ bị lừa như vậy. Vân Lạc Tuyết lúc này do dự, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang xong vẫn lựa chọn không nói gì. Tiểu ma nữ sau khi rời đi liền phẫn nộ không thôi, nàng nghiến răng tức giận nói, Tiêu Phàm, tại sao chúng ta lại phải đi, cho dù không lấy được đầu xích huyết lôi báo kia thì chúng ta cũng phải dạy cho bọn chúng một bài học chứ. Đúng thế. Bàn gia còn không thèm xem xích huyết lôi báo kia là chí bảo, chỉ có hắn mới coi nó như bảo bối thôi. Bàn Tử cũng rất khó chịu. Lý Tử An mặc dù lòng dạ nhỏ mọn, tính toán chi ly, nhưng thực lực hắn xác thực cường đại, hắn uống xong bình dược dịch kia cũng đã khôi phục được 5 phần thương thế, chúng ta có lẽ có thể ngăn lại hắn nhưng còn Lý Tuyết Y thì sao? Lăng Phong lắc đầu, nếu như không phải thương thế đối phương đã khôi phục mấy thành thì sao hắn chịu rời đi? Không, đây cũng không phải lý do ta chọn rời đi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lời nói của hắn làm đám người kinh ngạc vô cùng, Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một sợi tinh quang nói, Lạc Trần cũng không đi xa, hơn nữa, Vân Lạc Tuyết hẳn cũng không bị thương. Cái gì, mấy người mém chút kinh hô lên, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Lạc Trần đã biến mất ở trong rừng rồi, hơn nữa hồn lực cũng không có cảm ứng được Lạc Trần. Với lại Vân Lạc Tuyết rõ ràng đã bị trọng thương làm sao có thể giả được, nếu như Tiêu Phàm nói đúng thì Vân Lạc Tuyết kia cũng thực sự là quá biết diễn kịch đi. Ta cảm ứng tuyệt đối không sai, trước tiên cứ rời khỏi nơi này. Tiêu Phàm trầm giọng nói, U Linh Chiến Hồn rất mẫn cảm với sóng linh khí, hắn có thể chắc chắn Lạc Trần vẫn còn cách đó không xa. Vừa dứt lời, mấy người liền bước nhanh hơn, chỉ là vừa đi không xa thì phía sau đã truyền đến từng tiếng oanh minh. Sau mười mấy giây sau khi Tiêu Phàm rời đi thì từ hư không xuất hiện một đạo thủy kiếm, không khí giống như từng gợn sóng nhộn nhạo cả lên. Ca ca, cẩn thận! Lý Tuyết Y lập tức cả kinh kêu lên. Lý Tử An tê cả ra đầu, chợt ánh mắt lộ ra một tia độc ác, đoạn không kiếm đột nhiên xuất hiện mang theo khí thế phá không chém về hướng thủy kiếm. Một tiếng nổ vang, vô số kim mang như gợn sóng tản ra tứ phương, Lý Tử An bị một kiếm đẩy lui. Hắn quá sợ hãi liền liên tục lui về phía sau, nhìn một thân ảnh phía xa nói lên, Lạc Trần, ngươi vẫn còn ở đây. Tại sao còn ở đây? Tất nhiên là để giết ngươi. Lạc Trần tà tà cười một tiếng, khí kình mãnh liệt bộc phát ra, thất phẩm chiến hồn Tử Vân ưng gầm lên. Ngươi còn chưa có tư cách để giết ta. Lý Tử An cười lạnh nói, ngươi một người, chúng ta lại có tận ba người. Xuy, một bóng kiếm từ phía sau xuyên thủng ngực của Lý Tử An. Cái gì? Lý Tử An kinh hãi nhìn ra phía sau, Vân Lạc Tuyết chính là người đã đâm hắn, hắn làm sao biết người muốn giết hắn lại là Vân Lạc Tuyết? Vân Lạc Tuyết,
hai người các ngươi là một bọn. Lý Tuyết Y kinh hô, đánh một chưởng về phía Vân Lạc Tuyết. Con ngươi Lý Tử An co rụt lại, hắn rốt cuộc biết vì sao Vân Lạc Tuyết lại đột nhiên tìm mình đến săn giết Xích Huyết Lôi Báo, hơn nữa nửa đường vừa lúc gặp phải Lạc Trần, bởi vì người muốn giết bọn hắn không phải Lạc Trần mà là Vân Lạc Tuyết, mục tiêu Vân Lạc Tuyết không phải là Xích Huyết Lôi Báo mà chính là hai huynh muội bọn hắn. Chỉ là, hắn không biết, Vân Lạc Tuyết vì sao phải giết bọn hắn. Mình là vị hôn phu của nàng mà. Vì cái gì? Trong mắt Lý Tử An tràn ngập không cam lòng và phẫn nộ. Vì cái gì? Người thân làm thiếu chủ Lý gia chẳng lẽ còn không biết cái thế giới này rất tàn khốc sao? Vân Lạc Tuyết lạnh lùng cười một tiếng, giống như hoàn toàn biến thành một người khác, nếu phải nói ra nguyên nhân thì ngươi không xứng làm vị hôn phu của ta. Ha ha, vị hôn phu? Thì ra là thế, Vân Lạc Tuyết, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Không nghĩ tới người vậy mà ác như thế. Lý Tử An phát ra tiếng cười to, trong miệng máu tươi tràn ra, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt lại càng ngày càng dữ tợn. Mắt Lý Tử An lộ ra hung quang, khí thế cả người thay đổi giống như đã phát cuồng. Tuyết Y, chạy mau. Lý Tử An nổi giận gầm lên một tiếng tránh thoát trường kiếm của Vân Lạc Tuyết, máu tươi phun ra, chiến hồn, đoạn không kiếm cố sức chém xuống Vân Lạc Tuyết. Ca ca, Lý Tuyết Y không cam lòng. Nàng biết nếu cứ tiếp tục ở lại đây nhất định phải chết không nghi ngờ, hiện tại chỉ có thể chạy trốn. Nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt Lý Tử An, Lý Tuyết Y không chút do dự quay người rời đi, phương hướng kia chính là phương hướng bọn Tiêu Phàm rời đi. Lạc Trần, nhanh ngăn nàng lại, chỉ cần ngươi giết bọn hắn thì từ nay về sau ta sẽ là nữ nhân của ngươi. Vân Lạc Tuyết gầm thét, con ngươi âm lãnh, Ngân Nguyệt Tuyết Sư gào thét một tiếng hướng về đoạn không kiếm đánh tới. Đồng thời trường kiếm trong tay trực tiếp gác vào cổ Lý Tử An. Đây là do ngươi nói. Hai mắt Lạc Trần khẽ híp một cái, lóe lên tinh quang rồi bắt đầu truy sát Lý Tuyết Y. Lạc Trần là một người có dã tâm, hắn nắm giữ thất phẩm chiến hồn, Tử Vân Ưng tương lai rất có thể trở thành chiến hoàng, hắn thậm chí muốn trở thành chúa tể của Đại Yên Vương Triều, nhưng thực lực hắn hiện tại vẫn chưa đủ. Thiên phú, tài nguyên, hiện tại hắn đều không thiếu. Thứ duy nhất thiếu chính là danh phận, chỉ cần Vân Lạc Tuyết trở thành nữ nhân của hắn, thì Lạc Trần hắn tại Đại Yên Vương Triều chính là phò mã gia, tứ đại gia tộc gì đó hắn đều không để vào mắt. Đây cũng là điều kiện để hắn và Vân Lạc Tuyết trở thành đồng minh, giết chết Lý Tử An thì Vân Lạc Tuyết liền làm nữ nhân của hắn. Vân Lạc Tuyết, ngươi là một con tiện nhân, cho dù ta có chết cũng nhất định phải phế ngươi. Lý Tử An thấy thế liền phẫn nộ gào thét. Lục phẩm chiến hồn, đoạn không kiếm tản mát ra quang mang hừng hực, từng đạo kiếm khí liên tục xuất hiện làm cho không gian chập chờn giống như bị gấp lại. Đoạn không, theo một tiếng gào của Lý Tử An, vô tận kiếm khí nổ tung làm cho hư không bị cắt thành mấy khúc nhìn qua vô cùng vặn vẹo. Điêu trùng tiểu kỹ, Ngân Nguyệt Thiên Hống. Vân Lạc Tuyết lạnh lùng cười một tiếng nhưng trong lòng ngưng trọng vô cùng, Lý Tử An một kích liều mạng này đã vượt qua giới hạn của ngũ phẩm chiến kỹ rồi. Ngân Nguyệt Tuyết Sư ngửa mặt lên trời gào thét, hồn lực bá đạo xông ra hóa thành từng đạo sóng âm dập dờn lao thẳng vào chỗ hư không đang vặn vẹo kia. Oanh long long, bốn phía cát bay đá chạy, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, thân thể Lý Tử An nện lên trên núi đá làm đá vỡ tung cả ra, trong miệng Lý Tử An phun ra một ngụm máu đủ thấy một kích này kinh khủng đến mức nào. Lý Tử An lúc đầu đã bị trọng thương, cho dù có liều mạng cũng chẳng thể giết được Vân Lạc Tuyết. Bất quá Vân Lạc Tuyết cũng không dễ chịu chút nào, máu tươi chảy ướt ngực và cánh tay, sắc mặt trắng bệch, thần sắc băng lãnh nhìn Lý Tử An, nói, đã sắp chết còn muốn bám vào ta. Làm vị hôn phu của ta, ngươi đúng là đáng chết. Ngươi là một con tiện nhân, ta cho dù làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi, Lý gia ta và Vương Thất không chết không thôi. Lý Tử An che ngực, trong miệng máu tươi không ngừng trào ra, ngay cả khí lực đứng lên uống không có. Ngươi nghĩ nhiều rồi, người giết ngươi là những người kia chứ không phải ta. Vân Lạc Tuyết băng lãnh cười một tiếng, tay vung kiếm liền có một cái đầu bay lên không trung. Lý Tử An trợn to hai mắt nhìn thân thể mình ở bên dưới, sau mấy giây đều không còn cảm thấy gì nữa. Phốc, Vân Lạc Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, thân thể có chút lay động nhìn thi thể Lý Tử An lạnh giọng nói, Vân Lạc Tuyết ta làm sao có thể gả cho ngươi, thiên địa rộng lớn vẫn còn đang chờ ta. Ngươi không xứng, Lạc Trần kia cũng không xứng.
Dứt lời, nàng nhấc bước chân trầm trọng tiến về phương hướng Lý Tuyết Y và Lạc Trần đi đến. Tiêu Phàm nhanh chóng chạy vào trong rừng, bọn hắn không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của đám thiên tài chiến vương học viện, lấy tu vi của bọn họ thì cũng không phải là đối thủ của Lạc Trần. Bốn người đối chiến một người còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng nếu tăng lên hai người thì chính là cửu tử nhất sinh, cho dù tăng thêm tiểu kim cũng không được. Hẳn là đủ xa rồi. Bàn tử khom người há mồm thở dốc, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Giống, đột nhiên lông tóc toàn thân tiểu kim lóe sáng, lạnh lùng nhìn về phía sau lộ ra vẻ đề phòng, Tiêu Phàm thấy thế liền xuất hồn lực ra. Lý Tuyết Y, Tiêu Phàm nhíu mày lại, phía sau mấy trăm mét có một thân ảnh ở trong rừng, máu me khắp người, thân thể lung lay sắp đổ. Lý Tuyết Y bị trọng thương, chẳng lẽ là Lạc Trần xuất thủ? Lăng Phong cũng đã chú ý đến Lý Tuyết Y. Lý Tử An và Vân Lạc Tuyết đoán chừng đã chết, Lạc Trần thực sự là âm hiểm. Bàn tử thần sắc chấn động, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Cứu hay là không cứu? Tiểu ma nữ nhìn ba người nói. Tiêu Phàm và Lăng Phong nhìn nhau giống như đã đoán được ý đối phương. Lăng Phong mở miệng nói, nếu như Lạc Trần thực giết Vân Lạc Tuyết và Lý Tử An, lại diệt Lý Tuyết Y rồi giá họa cho chúng ta thì đoán chừng Thần Phong học viện cũng không thể giữ được chúng ta. Vậy chỉ có thể cứu. Bàn tử có chút không nguyện ý, thái độ Lý Tử An trước đó làm cho hắn rất khó chịu, nhưng hiện tại phải xuất thủ cứu Lý Tuyết Y. Nhanh! Sắc mặt Tiêu Phàm cứng lại, thân thể đột nhiên như đạn pháo bắn ra xông thẳng đến vị trí Lý Tuyết Y trong rừng, tiểu kim gầm nhẹ một tiếng cùng xông lên. Đi! Lăng Phong quyết định thật nhanh, tiểu ma nữ và bàn tử cũng không chút do dự lách mình biến mất tại chỗ. Lý Tuyết Y cách vài trăm mét điên cuồng chạy trốn, sau lưng nàng thân ảnh Lạc Trần thấp thoáng chậm chậm đuổi theo, Lạc Trần cười tà nói, Lý Tuyết Y, ngươi cùng đường rồi, nếu như ngươi cân nhắc trở thành nữ nhân của ta thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lạc Trần hiện tại đang chơi trò mèo vờn chuột với nàng, bằng không lấy thực lực của hắn thì làm sao có thể dễ dàng để nàng chạy như thế. Ngươi nằm mơ đi, cho dù chết ta cũng sẽ không làm nữ nhân của ngươi. Lý Tuyết Y gầm thét. Nàng không chạy nổi nữa nên dứt khoát dừng lại, nàng lấy một thanh kiếm gác lên trên cổ mình, hét lớn, người đừng tới, lại tới, ta liền. Tự sát đúng không? Thần sắc Lạc Trần lạnh lùng coi thường nhìn Lý Tuyết Y, nói, khuôn mặt cũng không tệ, dáng người trước lõm sau lồi cũng có chút hoàn mỹ, đoán chừng ngươi vẫn còn trinh đi, ngươi yên tâm, Lạc Trần ta xưa nay đều không lãng phí, cho dù chết ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi, ngươi chính là tên cầm thú. Lý Tuyết Y sắc mặt trắng bệch, trong mắt đầy tuyệt vọng. Cầm thú, để cho ta ngươi biết thế nào là dục tiên dục tử rồi ngươi sẽ ước gì ta chính là cầm thú, ha ha ha. Lạc Trần không chút phật lòng ngược lại ngửa mặt lên trời ha ha cười, hắn như con sói đó nhào về phía Lý Tuyết Y. Nhìn ra thịt Lý Tuyết Y mọng nước, đường cong lả lướt như ẩn như hiện, trong mắt Lạc Trần tỏa ra quang mang hừng hực hận không thể lập tức đem nàng hảo hảo trà đạp một phen. Đây chính là thiên tài chiến vương học viện sao? Đúng thật là cầm thú cũng không bằng. Khi Lạc Trần còn cách Lý Tuyết Y 3 mét thì phía truyền đến một tiếng nói băng lãnh, ngay sau đó liền có một đạo kiếm khí phá không mà đến. Thần sắc Lạc Trần cứng lại, vừa rồi hắn chỉ quan tâm đến Lý Tuyết Y nên không có cảnh giác xung quanh. Vô tận chi kiếm, một tiếng quát nhẹ vang lên, kiếm khí kia càng ngày càng thịnh, hàn quang sáng chói làm người khác không dám nhìn thẳng vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.